Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 13. Được, ta tên Tiền Đa Đa, cửu tinh vũ vương đến báo danh, không biết các ngươi cho ta giá tiền bao nhiêu. Để thành chủ đi ra gặp ta, Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chính là thành chủ, giá tiền khẳng định để ngươi thỏa mãn, không biết ngươi muốn cái gì. Tiền Đa Đa sững sờ, không thể tin nói. Ngươi là thành chủ, một tiểu thí hài 15 tuổi. Hắn nhìn người xung quanh đều lặng lẽ không nói, hiển nhiên này không phải lời nói dối, lúc này mới nghĩ nghĩ, đột nhiên ngưng thanh cười nói, vũ quân cường giả xin dựa vào, có một thanh huyền binh cấp 3, 10 viên đan dược cấp 4 tùy ý, còn có một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Vậy ta ít nhất cũng phải một huyền binh cấp 4, 10 viên đan dược cấp 5 tùy ý cùng 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chi? Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, huyền binh cấp 4, đan dược cấp 5, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Bất luận cái nào đều là giá trên trời a. Nhưng vừa nghĩ lại, đối phương là cửu tinh vũ vương, tồn tại kinh sợ một phương. Chút yêu cầu này xác thực có thể. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, khẽ gật đầu nói. Yêu cầu này có thể, chỉ là đan dược cấp 5 có chút phiền phức. Không biết ngươi cần đan dược gì? Thái Thanh Hạo Nguyên đan. Tiền Đa Đa ngưng thanh từng chữ nói, 10 viên, tất cả đều là Thái Thanh Hạo Nguyên đan. Thái Thanh Hạo Nguyên đan. Tất cả mọi người đều sững sờ, tất cả đều cau mày lắc đầu, hiển nhiên chưa nghe qua cái tên như vậy. Nhưng nếu là cấp 5, vậy bọn họ chưa từng nghe tới cũng là bình thường. Tiền Đa Đa khẽ cười nói. Chưa từng nghe tới đan dược này cũng không sao, ngươi nói cho thế lực sau lưng các ngươi. Nếu như có thể lấy ra 10 viên Thái Thanh Hạo Nguyên đan, ta lập tức gia nhập Viêm Vũ Thành. Huyền binh cùng linh thạch đều không cần. Thái Thanh Hạo Nguyên đan chính là một loại đan dược đặc chế cực kỳ ít ỏi. Công hiệu cũng chỉ có một, rất ít thuật luyện sư sẽ đi luyện chế. Nhưng nếu phía sau Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, như vậy nhất định có thể lấy tới loại đan dược này. Vừa ý thực lực của Vạn Bảo Lâu, mới là nguyên nhân trọng yếu nhất để hắn đến báo danh. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đột nhiên thần thức trên người hắn phóng xạ ra, hướng về Tiền Đa Đa tìm kiếm. Trên mặt Tiền Đa Đa lộ ra vẻ châm biếm, một tên võ sư run rế. Cũng muốn dùng thần thức tìm hiểu mình hư thực, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn ngưng lại, chuyển biến thành vẻ khiếp sợ, sau đó hóa thành triệt để dại ra. Thần thức phòng ngự của mình lại bị đối phương không có chút hồi hộp nào trực tiếp phá tan, thần thức mạnh mẽ kia điên cuồng tràn vào trong cơ thể, tra xét mỗi một nơi trên thân thể, dĩ nhiên sinh không nổi chút chống lại nào. Chi? Hắn ngơ ngác, tâm thần chấn động, vội vàng phóng ra nguyên khí của mình. Hình thành một vòng bảo vệ mạnh mẽ, triệt để chặt đứt thần thức của Lý Vân Tiêu, bài xích đi ra ngoài. Nội tâm của hắn khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ, sợ hãi nói. Thuật luyện sư, ngươi là thuật luyện sư cấp 4. Chỉ có thần thức của thuật luyện sư cấp 4 mới có thể mãnh liệt tra xét mình như vậy. Làm sao có khả năng, tuổi của ngươi. Tiền Đa Đa triệt để chấn động, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối chỉ có 15 tuổi. Nhưng lực lượng thần thức vừa nãy mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả cửu tinh vũ vương như mình cũng không thể ngăn cản, chỉ có thuật luyện sư cấp 4 mới có thể làm đến a. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ đã xác minh ý nghĩ trong lòng mình. Hắn cười nhạt nói. Chúng ta không có Thái Thanh Hạo Nguyên đan, nhưng lại có thể cho ngươi một món đồ khác. Tiền Đa Đa biến sắc, trong mắt hiện ra một tia giận dữ, hừ lạnh nói, ta chỉ cần Thái Thanh Hạo Nguyên đan, nếu không có liền đừng chậm trễ thời gian của ta. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Ta không có Thái Thanh Hạo Nguyên đan, nhưng lúc nhỏ ta từng ở một nơi xem qua một loại công pháp kỳ dị, gọi là Phá Nguyệt Bảo Quyển. Bước chân của Tiền Đa Đa nhất thời ngưng trệ, phảng phất rót trì, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Hắn gian nan xoay người, vẻ mặt kinh hãi, không thể tin nói, ngươi đến cùng là người nào? Làm sao biết Phá Nguyệt Bảo Quyển? Hơn nữa còn xem qua. Ha ha, chuyện này ngươi không cần biết. Không biết Phá Nguyệt Bảo Quyển có đáng giá hay không? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, loại dáng vẻ thong dong kia, hiển nhiên là rất tự tin, dáng dấp ăn chắc đối phương. Đáng, đương nhiên đáng giá. Tiền Đa Đa dị thường kích động, thân thể khẽ run lên, trong tròng mắt hắn bắn mạnh ra tinh mang, lớn tiếng nói, nhưng làm sao ta biết ngươi không phải đang gạt ta? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền âm nhập mật. Trực tiếp đem âm thanh hội tụ thành một đường rót vào trong tai Tiền Đa Đa. Vẻ mặt nghiêm túc của Tiền Đa Đa nhất thời biến thành mừng như điên, phát rồ vọt lên,
một phát bắt được hai vai của Lý Vân Tiêu, hưng phấn điên cuồng hét lên, cho ta, mau giao Phá Nguyệt Bảo Quyển hoàn chỉnh cho ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ bỏ tay hắn, uốn éo vai, chỉ vào Mộng Vũ nói, điền phiếu báo danh đi, chờ sau khi ta xét duyệt lại bảo người đến gọi ngươi. Hắn nói xong, liền lưu lại Tiền Đa Đa một mặt dại ra, trực tiếp mang theo đám người Lạc Vân Thường, mặt đầy ý cười trở lại trong phủ. Báo danh, ta muốn ghi danh. Tiền Đa Đa lớn tiếng hô một tiếng, cả người hầu như là núi đá di động, trong nháy mắt bay đến chỗ Mộng Vũ, quát, nhanh cho ta một phiếu báo danh. Mộng Vũ sợ hết hồn, sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nhất thời đem phiếu báo danh đưa tới. Xa xa những võ giả kia từng cái trợn tròn mắt, dáng vẻ không biết làm sao, rất nhanh có người phản ứng lại, xông về phía trước, hô lớn nói, báo danh a, còn chờ cái gì? Cửu Tinh Vũ Vương cũng báo danh. Nhất thời lại là một luồng báo danh cuồng chiều. Hơn nữa thái độ của mỗi người đều trở nên vô cùng tốt, không có bất kỳ dáng dấp hung hăng bá đạo, tự cho là ghê gớm. Không thấy người ta ngay cả Cửu Tinh Vũ Vương cũng không bán mặt mũi, Cửu Tinh Vũ Vương cũng phải báo danh xếp hàng, chờ xét duyệt, mình là cái dám gì a? Ở trong phủ thành chủ, mấy người đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông. Chỉ mấy câu nói liền quyết định một Cửu Tinh Vũ Vương, để nội tâm chúng nhân đều ngứa ngáy khó nhịn, hết sức tò mò muốn biết Phá Nguyệt Bảo Quyển kia là vật gì. Mà Kế Mông thì ở mấy ngày trước còn như tử thi nằm một chỗ, hiện tại không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn trực tiếp đột phá một cấp. Lý Vân Tiêu cười nói, thân thể Tiền Đa Đa này hơi khác thường, mà Thái Thanh Hạo Nguyên Đan chính là đồ vật có thể hóa giải. Nhưng Phá Nguyệt Bảo Quyển lại có thể trừ tận gốc, thì ra là như vậy. Mọi người giờ mới hiểu được, nhưng vẫn nhìn Lý Vân Tiêu như xem quái vật. Bí mật trên người Cửu Tinh Vũ Vương cũng có thể nhìn thấu. Lý Thuần Dương nhìn cảnh tượng bên ngoài huyên náo động trời, cau mày nói. Vân Tiêu, nhiều người báo danh như vậy, Viêm Vũ Thành chủ yếu là thương nhân chi thành, những người này ngươi dự định thu xếp làm sao? Xây dựng thêm thành trì, Lý Vân Tiêu nói. Xây dựng thêm là khẳng định, nhưng không phải hiện tại, cái này không vội vàng được. Những người này ta tự có chỗ sắp xếp, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng vàng thau lẫn lộn, tư chất không đều, nhất định phải trải qua huấn luyện mới có thể dùng tới. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhiều người như vậy không biết hắn làm sao sắp xếp, nhưng cũng lười đi hỏi. Lời nói của Lý Vân Tiêu vượt qua mọi người lý giải mới là bình thường, bằng không mọi người ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng. Chỉ có Kế Mông hơi sững sờ, nhớ tới không gian trong giới thần bi, tuy rằng hắn chỉ nhìn liếc qua một chút, nhưng đã đoán được đó là một không gian độc lập. Đừng nói chút người này, coi như lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng chứa hết. Duy nhất phải bận tâm chính là tài nguyên tu luyện cho những người này. Kế Mông cũng không biết sự tình nhiếp linh trận, giờ khắc này linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Viêm Vũ Thành đang cuồn cuộn không ngừng thông qua trận pháp truyền đến trong đan tháp. Đan tháp chỉ là vật che giấu mà thôi, những linh khí kia toàn bộ hút vào giới thần bi, lại khuếch tán ra. Trần Thế Thúc, người đi gọi cha ta cùng Hồng Binh, Y An thống lĩnh đến. Lý Vân Tiêu dặn dò, Trần Đại Sinh lập tức đi gọi người. Tuy rằng nơi này hắn bối phận nhỏ nhất, nhưng bất kể là ai, cũng đã ngầm thừa nhận lấy Lý Vân Tiêu làm trụ cột. Bây giờ Viêm Vũ Thành chúng ta khan hiếm nhất chính là sức chiến đấu cao cấp, Vũ Vương chỉ có Tiêu Khinh Vương cùng Lão Gia Tử, cộng thêm con xúc sinh lông lá này. Vì lẽ đó thời gian sau này ta chủ yếu sẽ dùng để tăng thực lực chư vị. Tiền Đa Đa kia cũng là Cửu Tinh Vũ Vương, nếu như Tiền Đa Đa đáng tin cậy, ta dự định trong thời gian ngắn nhất để Khinh Vương cùng Tiền Đa Đa lên cấp Vũ Tông cảnh giới. Vũ Tông! Trong mắt Tiêu Khinh Vương tuôn ra một vệt tinh mang, lập tức lại ảm đạm xuống, cười khổ nói. Ta vừa đột phá đến Cửu Tinh, mấy ngày nay chỉ có thể đem cảnh giới mới ổn định lại. Trong Vũ Vương cảnh giới, muốn đột phá một cấp ít nhất phải một năm nửa năm thời gian. Càng khỏi nói đột phá đến Vũ Tông là một đại cảnh giới, không có 5 năm 10 năm tích lũy cùng cơ duyên, là không có hy vọng. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ biết Lý Vân Tiêu mắng nó là xúc sinh lông lá, hết sức bất mãn nằm trên đất rầm rì. 5 năm 10 năm, Lý Vân Tiêu trừng mắt nói. 5 ngày 10 ngày còn tạm được, điểm ấy không cần ngươi quan tâm, ta tự có tính toán. Rất nhanh Lý Trường Phong cùng Hồng Binh, còn có Y An đều đi vào. Nơi này nhất thời hội tụ hết thảy sức mạnh của Viêm Vũ Thành. Ngoại trừ Y An là Cửu Tinh Đại Vũ Sư gia, người còn lại đều là trên vũ quân cường giả. Lý Vân Tiêu nói, đang ngồi đều là sức chiến đấu mạnh nhất Viêm Vũ Thành,
cũng là thành viên trọng yếu của Viêm Vũ Thành, trình độ trung tâm tự nhiên không cần phải nói. Tuy rằng lần này chiêu hai tên vũ quân vào, nhưng ta vẫn không có thăm dò, không biết ngọn ngành. Vì lẽ đó tạm thời bài xích ở tầng ngoài hạch tâm. Hiện tại mọi người thả lỏng thần thức của mình, không nên chống cự thần niệm của ta. Hắn một tay bấm quyết, thần niệm đem mọi người bao trùm, trong nháy mắt chuyển đến giới thần bi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ cần ở trong vòng mấy trăm thước, thần thức của hắn liền có thể cùng giới thần bi lẫn nhau hô ứng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào trong đó. Tất cả mọi người tâm thần hơi hoảng hốt, đột nhiên mở mắt ra, nhìn một mảnh càn khôn sáng sủa, cảm nhận được nguyên khí nồng nặc, không khỏi giật mình không thôi. Không gian độc lập, không gian độc lập có linh tính. Lạc Vân Thường giật mình nói, nàng đến từ thần tiêu cung, ở trên kiến thức muốn cao hơn mọi người nhiều, lập tức rõ ràng đây là địa phương nào. Đồng thời nội tâm khiếp sợ so với người khác còn mạnh hơn, có không gian độc lập có linh tính, không chỗ nào mà không phải là nhân vật nghịch thiên. Căn bản không phải võ giả bình thường có thể luyện hóa. Nhất định là vị đại nhân kia đang ủng hộ hắn. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Vân Thường dùng sức nặn nặn nắm đấm, cả người kích động không thôi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Mặc dù là không gian độc lập có linh tính, nhưng Vân Thường lão sư cũng không cần kích động đến hai gò má đỏ chót chứ. Lạc Vân Thường cáu giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi! Sợ đến Lý Vân Tiêu vội vàng thu hồi miệng tiện, có chút không tìm được manh mối. Kiếp trước hắn tự xưng phong lưu, nhưng cũng đoán không ra tâm tư nữ nhân. Lý Thuần Dương thở dài nói. Hảo tiểu tử, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt mà ta không biết a? Nơi này làm sao có một loại cảm giác quen thuộc nhỉ? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đây chính là phủ khố của Lý gia, đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc. Hắn cũng không nói toạc, chỉ là cười nói. Nơi này là bên trong một huyền khí còn chưa luyện hóa của ta, ta ở bốn phía Viêm Vũ Thành bày xuống nhiếp linh trận, linh khí trong chu vi ngàn dặm đều sẽ hội tụ lại đây. Đến thời điểm trong chu vi ngàn dặm, ngoại trừ nơi này, còn lại hoàn toàn là linh khí khô cạn. Cái này cũng chỉ là tạm thời vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhiếp linh trận. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng có thể hấp thu linh khí chu vi ngàn dặm, có thể tưởng tượng được nghịch thiên ra sao. Lý Vân Tiêu nói. Đến thời điểm tất cả mọi người ở đây tu luyện, nơi này theo linh khí không ngừng hút vào, sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa ta để bọn người Trương Thanh Phàm Đại Sư chuẩn bị các loại đan dược cùng huyền binh, đủ để ở trong ngắn hạn đem thực lực của tất cả mọi người tăng cao gấp đôi trở lên. Còn các ngươi, đi theo ta. Tay hắn sờ một cái, cảnh tượng xung quanh lần thứ hai biến hóa. Lần này trực tiếp tiến vào trong hang núi mà kế mông dưỡng thương đột phá kia, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đã rời đi. Nhìn mọi người tràn đầy khiếp sợ, Lý Vân Tiêu cũng không giải thích thêm, chỉ là nhẹ nhàng nói. Nơi này là trận nhãn của nhiếp linh trận, cũng là địa phương linh khí nồng nặc nhất. Các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi, hơn nữa chờ Khinh Vương cùng Tiền Đa Đa đột phá đến Vũ Tông. Loại ý cảnh đột phá cùng ý cảnh Vũ Tông kia đối với mọi người tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Mọi người cảm thụ nguyên khí trong hang núi, ngoại trừ kế mông ra, từng cái chấn động đến mức nói không ra lời. Mà Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ đối với linh khí biến hóa vô cùng mẫn cảm, vui vẻ ở trong sơn động gọi tới gọi lui, hiện ra vẻ dị thường hưng phấn. Trên mặt Y An hiện ra một tia hưng phấn, vui vẻ nói. Ta gần đây đã cảm nhận được bình cảnh đại vũ sư đỉnh cao. Nếu ở nơi như thế này tu luyện, đối với ta đột phá có ích lợi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười nói. Trình độ linh khí nơi này mới vừa bắt đầu hội tụ, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hồng Binh vốn là thống lĩnh thành vệ của Viêm Vũ Thành, đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc. Nhưng thấy nhiều cường giả đều quay chung quanh hắn như vậy, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Giờ khắc này cho mình tiến vào địa phương thần kỳ bực này. Hơn nữa nói thẳng hắn cũng là một nhân vật trọng yếu thuộc về Viêm Vũ Thành, làm trong lòng hắn kích động không thôi. Sau khi Lý Vân Tiêu an bài mọi người xong, bóng người liền lóe lên đi tới Phương Thốn Sơn, nhìn từng thuật luyện sư đang hưng phấn luyện chế, nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Nên là thời điểm luyện chế cửu khiếu phá ách đan. Tâm thần hắn hơi động, liền có thể đem thần niệm truyền đạt ra. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nhất thời ngừng việc trong tay, ngay lập tức chạy tới. Cửu khiếu phá ách đan. Hứa Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời giật mình nói.
đan dược cấp 4 chí cường trong truyền thuyết, có thể làm cho võ giả dưới vũ vương mạnh mẽ đột phá cảnh giới cửu khiếu phá ách đan. Không sai, chính là cửu khiếu phá ách đan này. Có điều loại đan dược này tác dụng phụ cũng rất lớn, tên như ý nghĩa, phải xông ra cửu khiếu, mới có thể mạnh mẽ đột phá. Trong đó nguy hiểm cũng phi thường lớn, không có tu vi vũ quân làm căn bản, là khó có thể chống đối đan dược phản phệ, quyết không thể dùng. Vậy Vân Tiêu đại sư ngươi là? Ha ha, cường độ thân thể của ta đã đến vũ quân. Dùng 1-2 viên cũng không có vấn đề. 1-2 viên. Lý Vân Tiêu cười nói. Dược tính của đan dược này ta rất rõ ràng, hai vị không cần phải lo lắng. Nguyên bản ta đối với luyện chế đan dược này không có bất kỳ nắm chắc, nhưng hiện tại có các ngươi giúp đỡ, lại ở trong đan tháp, gần đây còn lấy được ngũ hành đỉnh, hầu như là có tự tin 100%. Trương Thanh Phàm vui vẻ nói. Cửu khiếu phá ách đan này là đan dược chí cường cấp 4, nếu Vân Tiêu đại sư mang theo chúng ta cùng nhau luyện chế, đối với lĩnh ngộ hoàn thiện cấp 4 chi đạo, cũng rất có trợ giúp. Hai vị đi theo ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn quét một hồi, nhất thời tuyển chọn một loại trận pháp cỡ lớn trong núi, chạy như bay qua. Trên Phương Thốn Sơn trận pháp vô số, đều là Lý Vân Tiêu đem một ít trận pháp cấp thấp mình biết, cùng một ít trận pháp cao cấp giản dị, toàn bộ dùng thần niệm ngưng khắc lên. Ở trong giới thần bi, hắn hầu như là không gì không làm được. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng dồn dập đuổi tới. Chớp mắt, Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trên trận pháp. Từ trong tay bay ra một chiếc đỉnh lớn màu tím, liên tục xoay tròn trên không trung, bay vào trên trận pháp kia, thể tích đại đỉnh bắt đầu lớn lên gấp mấy lần, cuối cùng ở dưới khống chế của hắn rơi xuống. Oanh! Ngũ hành đỉnh rơi vào trên trận pháp, màu tím trên đỉnh nhất thời tản mát ra, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn giản dị, mênh mông mờ ảo. Tử đỉnh cấp 5. Hứa Hàn kinh ngạc thốt lên, hắn cảm nhận được thân đỉnh tản mát ra gợn sóng. Cùng Trương Thanh Phàm đều là vẻ mặt khó có thể tin. Lý Vân Tiêu chỉ là thuật luyện sư cấp 3, làm sao có khả năng luyện hóa tử đỉnh cấp 5. Đỉnh khí cùng huyền binh phổ thông là có chỗ bất đồng, tình huống vượt cấp luyện hóa huyền binh đã vô cùng ít ỏi, muốn vượt cấp luyện hóa đỉnh khí là hầu như không thể. Huống chi là tử đỉnh đứng trên tất cả trong đỉnh khí. Có điều bọn hắn đã dần dần quen thuộc cử động kinh người của Lý Vân Tiêu, sau khi khiếp sợ cũng thoải mái lên. Hai vị đại sư nghe rõ, phía dưới ta đem cách liên thủ luyện chế cửu khiếu phá ách đan truyền cho hai vị. Liên thủ luyện chế cùng một người luyện chế khác biệt rất lớn, phối hợp tốt mà nói, uy lực vượt xa 1+1=2, nhưng nếu phối hợp xảy ra sai sót, thì còn không bằng một người luyện chế. Lý Vân Tiêu bắt đầu đem cách luyện chế tỉ mỉ giảng giải từng cái, hai người Trương, Hứa vội vàng nín thở ngưng thần, chăm chú học tập. Sau khi nói xong liền để cho hai người hỏi. Có chỗ không hiểu thì kiên trì tách ra giảng giải. Mấy canh giờ sau, hai người rốt cục biết rõ hết thảy phân đoạn cùng thủ pháp, lúc này mới một bộ nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể luyện chế ra đan dược chí cường cấp 4, đối với bọn họ chỗ tốt là rất lớn. Không tệ, tuy rằng tốc độ nắm giữ của các ngươi so với ta dự đoán chậm hơn, nhưng ít ra đều hiểu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi. Hắn vỗ tử đỉnh một cái, nhất thời phía trên miệng đỉnh xoay tròn. Lộ ra kết cấu bên trong. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ngầm cười khổ một tiếng, nguyên bản hai người còn có chút đắc chí vì nhanh như vậy liền nắm giữ, cảm giác thiên phú của mình so với dự đoán còn cao hơn, không nghĩ tới vẫn bị đả kích. Hai người nở nụ cười, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, bắt đầu căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu khởi động ngũ hành đỉnh. Một đạo linh quyết trực tiếp đánh vào trong thân đỉnh, tiếng nổ vang trầm thấp dần dần vang lên. Ngũ hành đỉnh là vật cấp 5. Đã bắt đầu có linh tính nhất định. Lúc trước ở ngoài thành cướp giật, chính là phun ở trên đỉnh một ngụm máu tươi, sau đó sử dụng tới phương pháp luyện hóa đặc biệt, lúc này mới thu phục trở về. Nhưng điều này cũng cùng lực lượng linh hồn của Lý Vân Tiêu có quan hệ, để ngũ hành đỉnh cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong phút chốc, trên tử đỉnh sáng lên tử quang chói mắt, dần dần tản mát ra, nhất thời cả ngọn núi đều là một mảnh tử khí đông lai, chiếu rọi đến đám mây trên trời cũng biến thành màu tím kỳ dị. Đại đỉnh thì ở phía trên trận pháp nhanh chóng xoay tròn, bên trong không ngừng phát sinh tiếng ầm ầm. Giờ khắc này đám thuật luyện sư cùng thuật luyện các học đồ ở trên Phương Thốn Sơn đang luyện chế các loại huyền binh cùng đan dược, đều dồn dập kinh ngạc nhìn trên bầu trời, nhìn mấy bóng người xa xa luyện chế kia. Từng cái khiếp sợ đình chỉ công việc trong tay, ánh mắt bị thu hút tới. Tuy rằng rất lâu không có luyện chế chính quy như vậy, hơn nữa khởi động tử đỉnh cấp 5 cũng dị thường vất vả.
nhưng may mắn trước đó có kinh nghiệm luyện hóa chu xuyên thành đan, hiện tại vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, hai vị chú ý giúp ta khu đỉnh, ta muốn bố dược. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vội vàng đánh ra vài đạo linh quyết, từ trong tay Lý Vân Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ khống chế thân đỉnh. Lý Vân Tiêu phất tay, nhất thời hơn trăm loại vật liệu dồn dập tung về không trung, ở dưới hồn lực của hắn khống chế cô đọng lên. Lúc này theo thủ ấn của Trương Thanh Phàm biến hóa, từ trong tử đỉnh phun ra năm đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, đem hết thảy dược liệu toàn bộ bao phủ vào, một mảnh hào quang năm màu lấp lóe, cực kỳ rực rỡ. Người phía dưới từng cái xem trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chưa từng gặp qua phương pháp tinh luyện dược liệu bực này, hoàn toàn lật đổ thường thức a. Lý Vân Tiêu cũng là dựa vào hai người Trương, Hứa giúp đỡ, lúc này mới dám sử dụng tới một loạt động tác phức tạp độ khó cao, bằng không dựa vào một mình hắn, có thể luyện chế thành đan đã là vạn hạnh. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, người trong núi đều xem hoa cả mắt, đến lúc sau càng là phảng phất như có vô số đạo tàn ảnh ở quanh thân tử đỉnh qua lại chuyển động. Đây là thủ pháp luyện chế kiếp trước của Lý Vân Tiêu, gọi là Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết, nguyên bản dựa vào hồn lực cấp 3 là khó mà phát huy ra được. Nhưng có lưu ly thân phụ trợ, rất nhiều động tác độ khó cao đều là thông qua lực lượng thân thể mạnh mẽ hoàn thành. Mà ngũ hành đỉnh này, cũng là kiếp trước triển khai bộ thủ pháp này luyện chế ra. Giờ khắc này sử dụng Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết, nhất thời có một loại cảm giác khó nói phun trào ở trong lòng, gần giống như trở lại đế cấp thuật luyện sư kiếp trước, tại Hóa Thần Hải, ở trước mặt ngàn vạn thuật luyện sư triều thánh diễn dịch bộ Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết này. Tâm thần của hắn có chút dâng trào, động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng thuận lợi, loại cảm giác đã lâu không gặp kia đang từng giọt nhỏ trở lại trong thân thể. Hai vị, ta muốn khởi động trận pháp, chú ý pháp quyết biến hóa. Đột nhiên Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, kéo Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở trong cực kỳ kinh hãi giật mình tỉnh lại. Hai người nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh, dĩ nhiên ở thời điểm luyện chế trọng yếu như vậy xuất thần, thật là xuẩn không thể thành đạo a. Thế nhưng vừa nãy thủ pháp của Lý Vân Tiêu, rất muốn nhìn lại một lần a. Dù cho lần này luyện chế thất bại, cũng rất muốn nhìn lại một lần a. Tâm tư hai người đều giống nhau, loại thủ pháp nước chảy mây trôi, phù hợp thiên địa pháp tắc kia, để bọn họ sâu sắc chấn động. Phảng phất nhìn thấy thuật luyện chi đạo vô thượng, chú ý. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, đánh ra từng đạo thủ pháp kỳ dị, rơi vào trên trận pháp, nhất thời trận pháp nổi lên một trận cương phong, cũng nương theo tiếng phích lịch mơ hồ, từng đạo nhiệt lưu dâng trào lên. Đem tử đỉnh cuốn vào trong đó. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vội vàng biến hóa thủ pháp, đánh vào trong đó từng đạo pháp quyết, khống chế tử đỉnh ở trên cương phong biến hóa, từng luồng sóng nhiệt khó có thể chịu đựng từ trên trận pháp phun trào ra. Thân ảnh của ba người cùng cả ngọn núi, đều ở dưới cỗ sóng nhiệt này trở nên vặn vẹo lên. Trên phương thốn sơn hoàn toàn yên tĩnh, cách luyện chế này, đừng nói nhìn thấy, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Lương Văn Vũ cảm thấy trong mơ hồ có đồ vật vô cùng trọng yếu hiện lên ở trong đầu, nhưng khổ sở khó có thể nắm lấy, gấp đến hắn chảy nước mắt, cực kỳ buồn bực. Cũng có không ít thuật luyện sư có loại cảm giác này, trong ngày thường khổ sở tu luyện tìm đột phá, tựa hồ ngay ở trước mắt mình, nhưng làm thế nào cũng không bắt được nó. Hiện tại ba người Lý Vân Tiêu đã phân ra canh giữ ở ba chỗ, ngồi xếp bằng, không ngừng khống chế tử đỉnh luyện chế, chỉ là linh quyết cũng đã đánh ra hơn 1000 đạo. Ngay cả Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn thân là thuật luyện sư cấp 4, cũng mơ hồ cảm thấy không chịu nổi. Này là luyện chế đan dược cấp 4 sao? Làm sao cảm giác so với cấp 5 còn muốn biến thái? Tuy rằng hai người vẫn chưa luyện chế qua đồ vật cấp 5. Ở chỗ này hồn lực được gia trì rất lớn, thượng cổ trận pháp dưới núi sông không ngừng bổ sung hồn lực hao tổn cho mọi người. Hai người Trương, Hứa càng ngày càng giật mình, bổ sung mạnh mẽ như vậy. Có thể chống đỡ thời gian chí ít là gấp 3-4 lần bình thường. Xa xa trong tròng mắt Lương Văn Vũ hiện ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên trên linh đài một mảnh thanh minh, toàn bộ bầu trời tựa hồ trong nháy mắt này trở nên sáng ngời. Vẻ nghi hoặc trong mắt hắn trong nháy mắt tiêu tan, trong suốt như lưu ly. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng lĩnh ngộ, Lương đại sư đột phá. Một vị thuật luyện sư ở bên cạnh hắn kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trên người Lương Văn Vũ phóng ra từng đạo ánh sáng, loại gợn sóng hồn lực kia, chính là cảnh giới cấp 3. Loại ý cảnh và lĩnh ngộ lúc đột phá kia, phảng phất như năng lượng nào đó truyền ra, thuật luyện sư ở bốn phía nhất thời cái này tiếp theo cái kia đột phá. Theo thời gian từng chút trôi qua, thuật luyện sư khó lên cấp nhất,
lại bắt đầu thành tốp đóng gói đột phá. Những thuật luyện học đồ cao cấp kia, cũng có lĩnh ngộ không ít, lên đến thuật luyện sư cấp 1. Người không có đột phá cũng lĩnh ngộ được không ít huyền diệu, tu vi tinh tiến rất nhiều. Giờ khắc này ở trên đỉnh núi, ba người chống đỡ mấy canh giờ, cả người đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm. Hồn lực cũng khô cạn thấy đáy, hầu như đều sắp không tiếp tục chống đỡ được. Hai vị thuật luyện sư cấp 4, một vị hồn lực không dưới thuật luyện sư cấp 4 Lý Vân Tiêu, cộng thêm thượng cổ trận pháp nghịch thiên gia trì, tiêu hao hết lực lượng của ba người luyện chế, thật sự chỉ là đan dược cấp 4 sao. Trong nội tâm hai người Trương, Hứa một mảnh ngờ vực, nhưng càng nhiều chính là cười khổ, theo Lý Vân Tiêu, ngay cả luyện đan cũng trở nên không bình thường như vậy. Hai vị mau chóng lui lại, ta muốn dùng thần hỏa ngưng đan. Thần hỏa này lực lượng cực cường, sợ sẽ thiêu đốt đến hai vị. Đợi lát nữa càng có thể sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt quát lên, trong tròng mắt thì lại hết sạch lấp lóe. Hai người Trương, Hứa cả kinh, vội vàng thu hồi pháp quyết. Hai người nhanh chóng thối lui về phía sau. Bọn họ vô cùng tin tưởng Lý Vân Tiêu, nếu để cho mình lui lại, tất nhiên là không cách nào chống đối. Theo hai người thu hồi pháp quyết, trên ngũ hành đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh ầm ầm ầm, cực kỳ không ổn định, dường như muốn bạo đỉnh mà ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng, trên mi tâm hiện ra một đạo hỏa vân, dường như đang thiêu đốt. Oanh! Trên ngũ hành đỉnh đột nhiên hiện ra một đoàn bóng mờ phượng hoàng thần hỏa. Nhất thời đem cỗ cuồng bạo kia ép xuống. Từ trên thân đỉnh bắt đầu phóng ra ánh sáng ngũ sắc, thông thiên triệt địa, toàn bộ phương Thốn Sơn đều bị chiếu rọi trong hào quang năm màu. Xa xa đám thuật luyện sư từng cái dị thường khiếp sợ nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Nội tâm Lý Vân Tiêu vạn phần căng thẳng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, chân mày hơi nhíu lại, đã đến thời gian ngưng đan cuối cùng, nhưng không trung lại một mảnh trời quang sáng sủa, không có dấu hiệu lôi kiếp một chút nào. Nguyên bản đan dược cấp 4 xác thực sẽ không có lôi kiếp, nhưng hai lần luyện đan trước, đều bởi vì sử dụng phượng hoàng hỏa mà sản sinh ra lôi kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì ở trong giới thần bi, nên không có lôi kiếp? Hắn nhíu mày, vạn phần không rõ. Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng, nếu như có thể trải qua lôi kiếp, sức mạnh đan dược sẽ càng lớn hơn. Nhưng nếu không có, cũng không trở ngại ngưng đan bình thường. Ngũ hành đỉnh ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu vận chuyển chậm chậm lên. Oanh, oanh, oanh. Lý Vân Tiêu liên tục đánh ra ba chưởng, mỗi một lần đều mang theo lực lượng pháp ấn mạnh mẽ, oanh kích ở trên thân đỉnh, như lôi đình nổ vang. Thân đỉnh ở dưới một chưởng này oanh kích, bắt đầu chậm rãi mở ra. Một mùi đan dược thơm ngát từ trong tản mát ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ phương Thốn Sơn, người người đều cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Chi, đây là đan dược cấp 4 sao? Dĩ nhiên có thể hương phiêu vạn dặm, thật giống như gần ở trong gang tấc. Đám thuật luyện sư từng cái lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ước ao. Tất cả đều âm thầm suy nghĩ, lúc nào ta cũng có thể luyện chế ra đan dược như vậy à? Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn lại khẽ cau mày, bọn họ luyện chế qua đan dược cấp 4, rõ ràng cảm giác được có chút không giống. Tuy rằng luyện chế đã hoàn thành, tử đỉnh cùng trận pháp cũng đã đình chỉ vận chuyển, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở phụ cận tử đỉnh, dáng vẻ không có muốn động một chút nào, để trong lòng hai người nghi hoặc, không dám tới gần. Rất nhanh một ánh hào quang đột nhiên từ trên người Lý Vân Tiêu lấp lóe ra, vòng quanh thân không ngừng vận chuyển, cuối cùng hóa thành điểm sáng màu vàng óng, tiêu tan ở trong hư không. Đây là, hắn đột phá. Trương Thanh Phàm cả kinh nói, dĩ nhiên là ở sau khi luyện chế đột phá. Nhiều người đột phá như vậy, sao không thể có một phần của ta? Âm thanh nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu ở bên tai Trương Thanh Phàm vang lên, hắn sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu liên tục. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, kỳ thực thời điểm sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết đã cảm giác được cực hạn đột phá, nhưng bị hắn áp chế đến ngưng đan kết thúc, lúc này mới xúc động lực lượng trong cơ thể, trực tiếp đột phá đến lục tinh võ sư, vậy cũng là kinh hỉ bất ngờ. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn từ đằng xa đi tới, vẻ mặt kích động. Vân Tiêu đại sư, gợn sóng đan lực này làm sao sẽ mạnh như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Chính các ngươi xem. Hắn vỗ tử đỉnh một cái, nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại thành cỡ như ấm trà, nâng ở trên bàn tay. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn hướng vào trong đó vừa nhìn, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, mắt choáng váng. Chỉ thấy trong tử đỉnh đan quang lấp lóe, dĩ nhiên có 16 viên cửu khiếu phá ách đan. Chi?
Trương Thanh Phàm chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh ong ong, thất thanh nói, 16 viên. Trời ạ, dĩ nhiên một lần luyện chế 16 viên đan dược cấp 4 chí cường. Ta không phải đang nằm mơ. Xa xa mỗi một thuật luyện sư đều là thần thức mạnh mẽ đến cực điểm, lời của Trương Thanh Phàm nhất thời rót vào trong tai, như ngũ lôi oanh đỉnh, từng cái chấn động trợn mắt ngoác mồm. Đan dược cấp 4 chí cường, mặc dù là thuật luyện sư cấp 5 luyện chế, cũng sẽ có xác suất thất bại nhất định. Dĩ nhiên một lần luyện ra 16 viên, khái niệm này nghĩa là gì? Từng cái mắt choáng váng, hóa đá tại chỗ. Ha ha! Lý Vân Tiêu xoay tay một cái, nhất thời thu tử đỉnh cùng đan dược vào, quay về mọi người khẽ cười nói. Nếu không có hai vị đại sư giúp đỡ, coi như ta luyện chế một viên cũng khó. Vừa nãy thủ pháp ta luyện chế gọi là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, đối với chư vị mà nói độ khó hơi lớn, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ một vài thứ. Ta biểu diễn lại cho chư vị một lần. Hắn một tay bấm quyết, nhất thời ở trên hư không hiện ra một đạo linh hồn huyễn ảnh, bắt đầu lấy tốc độ thật chậm triển khai Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Thân hình linh hồn huyễn ảnh này vô cùng to lớn, vì lẽ đó mỗi một động tác, người phía dưới đều xem thanh thanh sở sở. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cả kinh, biết đây là Lý Vân Tiêu cảm kích bọn họ giúp đỡ, cố ý triển khai ra, cũng tương đương với thủ lao. Hai người cùng hết thảy thuật luyện sư đều như thế, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu lên, không chấp một cái quan sát. Rất nhanh, một bộ pháp quyết triển khai xong. Bóng mờ trên không trung khẽ mỉm cười, ngắt cái pháp quyết liền tiêu tan. Người phía dưới đều chưa hết hiền, từng cái mở to hai mắt muốn xem thêm vài lần, nhưng bầu trời sáng sủa, đã sớm thanh minh một mảnh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đâu. Ai? Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, cùng Hứa Hàn cười khổ liếc mắt nhìn nhau. Một bộ thủ pháp như vậy triển khai xuống, có ít nhất hơn vạn loại biến hóa, nhưng bọn họ đừng nói nắm giữ một hai loại, ngay cả môn đạo cũng không thấy rõ. Thu hoạch duy nhất chính là lĩnh ngộ đối với thủ pháp luyện chế, tựa hồ có đồ vật mới. Ồ, Vân Tiêu đại sư! Đột nhiên Hứa Hàn hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy hình bóng. Trương Thanh Phàm cười khổ nói. Sợ là đã sớm đi rồi. Chúng ta đều tập trung tinh thần nhìn diễn luyện, vì lẽ đó không ai chú ý. Lần này luyện chế cửu khiếu phá ách đan cùng quan sát Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, người ta tiền lời không ít. Vẫn là dốc lòng đem việc Vân Tiêu đại sư dặn dò làm tốt đi, đến thời điểm đương nhiên sẽ không bạc đãi người ta. Không sai. Hứa Hàn nghiêm mặt nói. Thực lực của Vân Tiêu đại sư còn trên chúng ta tưởng tượng, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin. Vân Tiêu đại sư dặn dò chút chuyện nhỏ này, chúng ta nhất định phải tận hứng tận lực làm tốt. Hắn lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Tận tâm tận lực đem việc trong tay mình làm tốt. Vân Tiêu đại sư chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị. Nhưng nếu có người không tận tâm, liền cút về thuật luyện sư công hội cho ta. Nếu là ở mấy ngày trước, sợ là rất nhiều người ước gì trở lại. Nhưng hiện tại cảm nhận được chỗ tốt trong đan tháp, nhìn thấy Lý Vân Tiêu luyện đan còn có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, nếu muốn ai trở lại, quả thực so với giết hắn còn khó hơn. Đặc biệt những người trực tiếp đột phá kia, càng là từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, dồn dập trở lại vị trí của mình, bắt đầu liều mạng luyện chế. Lý Vân Tiêu đã sớm rời đi Phương Thốn Sơn, đi tới huyệt động trong dãy núi. Y An là tu vi yếu nhất trong tất cả mọi người, nhưng sau khi tiến vào huyệt động này, liền rõ ràng cảm giác được bình cảnh đại vũ sư đỉnh cao của mình bắt đầu xúc động. Hắn tích lũy từng chút nguyên khí, không ngừng dội rửa kinh mạch, một tầng ngăn cách như ẩn như hiện kia ở dưới từng lần xung kích. Lại ở lúc mấu chốt nhất đều không thể thành công. Liên tục mấy lần xung kích không có kết quả, rõ ràng cảm giác được linh khí dội rửa kinh mạch bắt đầu héo rút, nhất thời vạn phần ảo não lên. Lần này cơ hội tốt như vậy cũng không có thể tăng cấp, đợi lần sau cũng không biết là năm nào tháng nào. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm dặn dò nhẹ nhàng. Thủ tâm như một, thử một lần nữa. Y An sững sờ, dương đôi mắt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang cười khẽ nhìn hắn. Trong tay đánh ra mấy cái quyết ấn, nhất thời nguyên khí nồng nặc trong hang động tựa hồ bị hắn dẫn dắt, điên cuồng hướng về trên người mình vọt tới, loại nguyên khí kinh người kia, giống như thực chất, phảng phất tắm rửa ở trong đại dương nguyên khí. Y An giật nảy cả mình, vội vàng nhắm mắt thủ tâm, mình còn chưa kịp phun ra nuốt vào, những linh khí phảng phất hóa lỏng kia dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè trực tiếp từ quanh thân rót vào, rồi rửa kinh mạch trên người. Nội tâm hắn chấn động. Vội vàng dẫn dắt nguồn sức mạnh này vận chuyển,
kinh mạch nguyên bản héo rút trong nháy mắt bị xông ra, nếu lúc trước loại dội rửa kia là nước suối chảy nhỏ giọt, vậy lực lượng xung kích lần này phảng phất như đại giang dâng trào, thời điểm hắn còn chưa phản ứng lại, lực lượng linh khí kia bỗng nhiên xung kích lên trên bình cảnh. Oanh! Không có chút hồi hộp nào, một tiếng nổ vang trầm thấp. Y An chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thanh minh, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên hoàn toàn mới. Kinh mạch cùng bách hài trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từ mỗi một nơi nhỏ bé truyền đến, để hắn cảm thấy thoải mái cùng thích ý vô tận. Này, đây chính là lực lượng của vũ quân sao? Cảm nhận được cỗ sức mạnh hoàn toàn mới này, cả người Y An kích động đến khó có thể tin tưởng, thân thể càng là run rẩy lên. Vân Thiếu, ta. Rất tốt, thủ hạ của ta lại nhiều một tên vũ quân. Lý Vân Tiêu cũng đại hỉ, cất cao giọng nói, chư vị đều ngừng một hồi, ta có lời muốn nói. Lời nói của hắn ở trong hang núi truyền ra, rung động vang xa. Cái huyệt động này không chỉ là ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nó kéo dài tới chỗ cực sâu trong sơn mạch, cực kỳ quảng đại. Đám người Tiêu Khinh Vương từ lâu không biết thâm nhập đến nơi nào tu luyện. Âm thanh của Lý Vân Tiêu truyền đến, rất nhanh từng bóng người lấp lóe, dồn dập từ bên trong chạy ra. Lý Thuần Dương cau mày cả giận nói. Lão tử đang vượt cửa ải ngàn cân treo sợi tóc, người không có chuyện hô to gọi nhỏ cái gì. Có lời gì mau nói, nếu không phải là việc khẩn yếu, xem ta không đánh chết ngươi. Người còn lại trên mặt cũng dồn dập lộ ra vẻ không vui, nơi đây nguyên khí nồng nặc như vậy, là chỗ tu luyện hiếm thấy, bọn họ ước gì ở lâu thêm một phút cũng tốt, há có thể khoan nhượng bị người đánh gãy. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta mới vừa luyện chế một chút đan dược, có thể trợ giúp mọi người tăng lên sức mạnh. Chỉ có điều loại đan dược này tác dụng phụ rất lớn, nếu cường độ thân thể không đủ, không cẩn thận sẽ phá thể mà chết. Vì lẽ đó không phải vũ quân không thể dùng, mọi người có thể lấy một viên thử xem, Khinh Vương có thể dùng hai viên, có điều quả thứ hai hiệu quả sẽ giảm dần, thế nhưng trình độ thống khổ lại tăng lên. Trên vũ quân mới có thể dùng. Mọi người đều giật mình, xem ra tuyệt đối không phải đan dược phổ thông bình thường. Rất nhanh, 16 viên cửu khiếu phá ách đan chỉ còn sót lại 7 viên. Lý Thuần Dương, Lý Trường Phong, Trần Đại Sinh, Lạc Vân Thường, Hồng Binh, Y An, Kế Mông lấy 1 viên, Tiêu Khinh Vương lấy 2 viên. Lý Vân Tiêu nói, chư vị tốt nhất ở thời điểm trạng thái sung mãn mới ăn vào, lão gia tử ngươi có thể chờ sau khi đột phá cảnh giới ổn định lại dùng, rất khả năng có vui mừng thật lớn. Y An ngươi mới vừa đột phá đến vũ quân, chờ sau khi cảnh giới vững chắc lại dùng. Còn xúc sinh lông lá này, cũng có thể dùng 2 viên. Hắn nắm huyền lôi kinh vân hống, lấy ra 1 viên đan dược liền trực tiếp nhét vào trong miệng nó. Huyền lôi kinh vân hống tựa hồ cảm nhận được cái gì, dĩ nhiên không chịu ăn, sau khi Lý Vân Tiêu mạnh mẽ nhét vào, càng là nổi giận liên tục, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ở trên đất phát điên kêu to lên. Ha ha, cũng không phải độc dược, người sợ cái gì? Chỉ là có chút thống khổ mà thôi, chờ sau khi chịu đựng được liền có chỗ tốt. Lý Vân Tiêu cười to không ngớt, mặc kệ huyền lôi kinh vân hống nộ hống, mình cũng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 1 viên thả vào trong miệng, ngay tại chỗ bắt đầu đả tỏa. Mọi người vừa thấy hắn nuốt vào, mỗi cái đều ngờ vực bất định. Thế nhưng trên đan dược tản mát ra đan lực cực cường, vẫn để cho mọi người tâm động không ngừng, dồn dập xoay người lóe lên, liền biến mất ở trong hang núi. Lý Vân Tiêu nuốt vào đan dược, rất nhanh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ lan ra. Bắt đầu chảy vào bách hài, lúc mới bắt đầu cực kỳ ôn hòa, thật giống như vận chuyển nguyên khí, cọ rửa thân thể vậy, nhưng rất nhanh, cỗ lực lượng ôn hòa này liền dần dần trở nên gấp gáp, cả người khó chịu không nói ra được. Loại lực lượng gấp gáp này càng ngày càng mạnh, đến mặt sau giống như thành ngàn vạn thanh đao nhọn đi khắp trong người, đau đến nhe răng trợn mắt, cả người run cầm cập. Lúc này huyền lôi kinh vân hống cũng bắt đầu thống khổ rít gào trên mặt đất, liên tục lăn lộn. Y An ở một bên xem mà cả người là mồ hôi lạnh, hắn rất sợ sẽ có cái gì bất ngờ, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ở bên người Lý Vân Tiêu, một khắc không dám thả lòng. Đột nhiên từ trong hang núi truyền đến một tiếng giống thống khổ, nghe thanh âm là của Lý Trường Phong. Tiểu tử, ngươi cho lão tử dùng là đan dược gì, ta đau muốn chết, ngươi không phải là muốn mưu hại phụ thân chứ, trời ạ. Rất nhanh, người còn lại cũng dồn dập thống khổ giống to không ngớt, một mảnh kêu rên. Nghe mà làm người ta sợ hãi. Chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn tính là tương đối bình tĩnh, tuy rằng cả người đau đến run cầm cập, từ trong thất khiếu cũng bắt đầu thấm ra máu. Nhưng vẫn như cũ cắn răng, không rên một tiếng,
Y An ở một bên xem mà cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Oanh! Tiếng vang trầm nặng ở trên người Lý Vân Tiêu lan ra, hắn mới vừa đột phá đến lục tinh võ sư, dĩ nhiên lần thứ hai đột phá. Hơn nữa khí thế kia sau khi đột phá đến thất tinh, tiếp tục hướng về phía trước kéo lên, tựa hồ còn có tăng trưởng. Y An ở một bên xem mà lo lắng không thôi, trên thân thể Lý Vân Tiêu hiện ra một mảnh lưu ly, dưới màu da hầu như trong suốt, máu tươi bắt đầu hội tụ ở mỗi một lỗ chân lông, tựa hồ muốn tràn ra, khiến cho người khủng bố. Dược hiệu của cửu khiếu phá ách đan chính là phá rồi lại lập, xung kích trọng thương cửu khiếu của người, đem tiềm năng trong thân thể phát huy mức độ lớn nhất. Nếu dưới vũ quân dùng, sợ là sẽ trọng thương thân thể, có khi trực tiếp bạo thể mà chết. Cường độ thân thể của Lý Vân Tiêu đã không dưới vũ quân bình thường, tính nhẫn nại thậm chí so với đại đa số vũ quân còn cường hãn hơn. Oanh! Lại là một tiếng đột phá trầm thấp, vọt thẳng đánh tới bát tinh võ sư. Chi! Y An trợn to trong mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Lúc trước hắn từ lục tinh võ sư đến bát tinh võ sư, là tiêu tốn hơn một năm thời gian. Hơn nữa đã xem như là cực nhanh, mình còn từng đắc chí qua một quãng thời gian, hiện tại xem ra, quả thực chính là cứt chó a. Sức mạnh còn đang tăng thêm, trời ạ, hắn sẽ không vọt thẳng tới cửu tinh chứ. Trái tim của Y An đã lên đến yết hầu, không ngừng cảm nhận nguyên khí gợn sóng trên người Lý Vân Tiêu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng cũng coi như ngừng lại, biến thái a. Ngay ở thời điểm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, lần thứ hai lấy ra một viên cửu khiếu phá ách đan, thả vào trong miệng, bắt đầu đả tỏa. Chi, hắn không muốn sống. Con mắt Y An trợn lên giống như chuông đồng, sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào quả đan dược thứ hai, máu tươi ngưng tụ ở dưới da cuối cùng tràn ra ngoài, hơn nữa đã ra là không thể ngăn cản, rất nhanh khắp toàn thân là máu me đầm đìa, trên mặt cũng tràn đầy máu tươi. Đồng thời nguyên khí gợn sóng vốn đã đình trệ không tăng trưởng. Ở sau khi nuốt vào quả đan dược thứ hai, lại bắt đầu chậm rãi kéo lên. Xèo, xèo. Đột nhiên trong hang núi lại thêm ra hai bóng người, chính là Lý Trường Phong cùng Lạc Vân Thường, hai người cũng là một thân máu tươi, dáng dấp khủng bố. Hai người hơi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ, còn có không thể tin tưởng ở bên trong, dĩ nhiên song song đều đột phá. Y An cũng giật nảy cả mình, nhìn hai người dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá. Hắn theo bản năng sờ soạng viên thuốc trên người mình, có kích động hận không thể lập tức nuốt xuống. Mình nhọc nhằn khổ sở, tích lũy mấy năm mới đột phá đến nhất tinh vũ quân, những người này chỉ nuốt một viên đan dược, mới qua chút thời gian, liền trực tiếp tăng lên một tinh. Giờ khắc này huyền lôi kinh vân hống cong mình trên đất, cũng đình trệ kêu rên, thật giống như một con mèo nhỏ rơi xuống nước, cúi đầu ủ rũ nằm trên mặt đất. Nhưng từ khí thế trên người, xác thực tăng cường rất nhiều. Oanh! Ngay thời điểm tâm tình của Y An khó có thể bình phục, trên người Lý Vân Tiêu lần thứ hai truyền đến tiếng đột phá. Cửu tinh võ sư. Y An điên rồi, hầu như muốn mất đi chi giác. Một võ sư mới vừa đột phá đến lục tinh, ở trước mặt hắn trong thời gian ngắn ngủi, phá liền cấp 3, vọt thẳng tới cửu tinh. Hơn nữa khí thế còn đang tăng trưởng. Chuyện này, không chỉ có hắn, ngay cả Lý Trường Phong cùng Lạc Vân Thường cũng triệt để té xỉu. Này hoàn toàn lật đổ thường thức của bọn họ. Tuy rằng đan dược cường hãn, nhưng tác dụng cũng có hạn. Không ngừng nghỉ đột phá xuống như vậy, này vẫn là người sao? Những thiên tài khổ sở bế quan tu luyện mấy năm, mới có thể đột phá một, hai cấp, còn để người ta sống hay không a? Phốc! Rốt cục Lý Vân Tiêu cảm thấy không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong huyết ẩn chứa lượng lớn lực lượng đan dược còn chưa bị tiêu hóa. Hắn dùng quả thứ hai cũng là dị thường cẩn thận, dùng nguyên khí bao vây đan dược dần dần tiêu hóa, thời điểm phát hiện thực sự không chịu nổi, sẽ cùng máu tươi phun ra ngoài. Không xong rồi, nếu mạnh mẽ tiêu hóa xuống, sợ là sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Lý Vân Tiêu bi thảm nở nụ cười, dương đôi mắt lên. Ngoại trừ Tiêu Khinh Vương ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều lần thứ hai tụ tập cùng nhau, tất cả đều máu me đầm đìa, dị thường khủng bố, nhưng hai mắt tỏa ánh sáng theo dõi hắn. Từng cái như ngạ lang xem dê con. Làm gì, các ngươi đây là muốn làm gì? Hảo tiểu tử, có thứ tốt như vậy hiện tại mới lấy ra, xem ta không đánh chết ngươi. Lý Trường Phong xông lên một phát bắt được cổ áo Lý Vân Tiêu, cũng không để ý hắn trọng thương, giận dữ hét, còn có bao nhiêu, toàn bộ giao ra đây cho ta. Trần Đại Sinh ở phía sau reo lên. Người thấy có phần,
đều là vì tiểu tử này bán mạng, cha cũng không thể có đặc thù. Mỗi người thêm 10 viên, 10 viên ân, ta không có ý kiến. Hồng Binh nâng hai tay tán thành. Giờ khắc này chỉ có Lý Thuần Dương cùng Y An chưa dùng, nhưng hai người cũng là nóng lòng muốn thử, nhìn tất cả mọi người đột phá, dáng vẻ kích động. Ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng ngoắt ngoắt cái đuôi đứng lên, thật giống như đang nói, ta cũng muốn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Cửu khiếu phá ách đan này hiệu quả một viên so với một viên giảm lợi hại, nhưng thống khổ lại một viên mạnh hơn một viên. Coi như là thân thể vũ vương, cũng tuyệt đối sống không quá ba viên. Mà hiệu quả sau viên thứ hai, liền trên căn bản mất đi hiệu lực. Huống hồ dựa vào đan dược tăng cao thực lực, trước sau không phải chính đạo, nếu không lĩnh ngộ vũ ý, có lên cấp cũng là toi công. Không sai. Lý Thuần Dương một mặt nghiêm nghị nói. Then chốt vẫn là phải dựa vào chính mình tu luyện, nếu hoàn toàn ngược lại, bạo thể mà chết, vậy thì thật quái đản. Có điều ta là vũ vương cảnh giới, có thể dùng thêm một viên. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho lão gia tử một viên, đồng thời vứt một viên cho Huyền Lôi Kinh Vân Hống, 16 viên cửu khiếu phá ách đan liền còn lại 2 viên. Lúc này mọi người mới phẫn nộ rời đi, vội vã trở lại vững chắc cảnh giới của mình. Y An nhìn Lý Vân Tiêu thay quần áo khác liền muốn rời đi, cả kinh nói. Vân Thiếu, ngươi không vững chắc cảnh giới. Dù sao một lần nhảy lên cấp 3, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Coi như mạnh mẽ tăng lên, sợ là vững chắc cảnh giới cũng vô cùng phiền phức. Không cần. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn là tồn tại đã từng ở cửu thiên đỉnh cao, đối với lĩnh ngộ võ đạo hầu như đã dung hợp thiên địa quy tắc, chỉ là cảnh giới cửu tinh võ sư. Căn bản không phải một chuyện, hắn dặn dò, ngươi ngàn vạn lần phải ổn định ở nhất tinh vũ quân xong mới có thể dùng đan dược, bằng không cực kỳ nguy hiểm. Hắn nói xong, liền trực tiếp biến mất ở trong huyệt động, lưu lại Y An một mặt dại ra cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống lăn lộn trên đất. Y An hơi tập trung ý chí, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, liền xuất hiện ở trên phương thốn sơn, lập tức dọa đến Cổ Vinh nhảy một cái. Chờ thấy rõ là Lý Vân Tiêu, nhất thời, qua. Một tiếng gào khóc nhào tới, khóc giống nói. Vân Thiếu, ngươi không thể bất công a, ta nhọc nhằn khổ sở ở bên ngoài bán mạng cho ngài, mấy tên khốn kiếp này chỉ ở bên trong luyện chút huyền khí, liền từng cái đột phá, những tên kia nguyên bản bị ta bỏ ở phía sau ăn bụi bậm, đều từng cái chạy ở phía trước ta. Ô ô ô, hắn đau lòng lau nước mắt nước mũi, liền muốn hướng về trên người Lý Vân Tiêu sát qua. Lý Vân Tiêu đánh tới một quyền, quyền kình trực tiếp đánh vào đầu của hắn, trên mặt nhất thời bầm tím một tảng lớn, máu mũi cũng không ngừng chảy xuống. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ba trận pháp bố trí thế nào? Lúc này Cổ Vinh mới vô cùng đáng thương bụng mặt, báo cáo. Không nhục sứ mệnh, toàn bộ hoàn công, có điều nguyên thạch cũng dùng hết, ta còn từ chỗ mộng vũ triệu tập hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch mới bố trí hoàn thành. Vân Thiếu. Nghe nói người diễn luyện một loại gọi huyễn ba thiên kinh quyết, hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp kẹt trong cổ họng, Lý Vân Tiêu ở trước mắt đột nhiên trở nên trong suốt, cuối cùng vặn vẹo biến mất ở trước mắt. Oa, Vân Thiếu, ngươi không thể bất công a. Cổ Vinh hướng về không trung hô to lên. Lý Vân Tiêu từ trong giới thần bi đi ra, đi thẳng tới khu nhà nhỏ trong phủ thành chủ, trong tay ngắt mấy cái pháp quyết, nhất thời cảm nhận được hai cỗ sức mạnh kỳ dị bao phủ ở trên bầu trời Viêm Vũ Thành. Theo quyết ấn trong tay hắn biến hóa, hai trận pháp này nhất thời cùng mình sản sinh ra liên hệ cực kỳ vi diệu. Lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù là đại trận hết sức đơn giản hóa, nhưng đủ để đem lực phòng ngự cùng công kích của Viêm Vũ Thành dòng giã tăng lên gấp đôi. Hắn đi ra ngoài phủ thành chủ, giờ khắc này người báo danh cũng đã cực kỳ ít ỏi. Đồng ý gia nhập hầu như đã toàn bộ báo danh, lĩnh lượng lớn tài nguyên. Giờ khắc này đang trốn ở một nơi nào đó trong Viêm Vũ Thành liều mạng tu luyện. Mộng Vũ vừa thấy Lý Vân Tiêu, vội vàng đứng dậy bắt chuyện, những võ giả xung quanh kia cũng kỳ dị nhìn thành chủ thần kỳ này. Lý Vân Tiêu hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người báo danh, phân biệt thực lực ra sao? Mộng Vũ vội vàng đem thống kê số liệu báo lên. Tới nay mới thôi, Vũ Vương 1 người, Vũ Quân 4 người, Đại Vũ Sư 120 người, Võ Sư 1,722 người. Nàng từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Vân Tiêu nói, Vân Thiếu, thời điểm ngươi không ở, Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Tiểu Thư đưa tới, còn nữa, lượng lớn vật phẩm cấp thấp,
đã gần như sắp hết rồi. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên quang mang, tiếp nhận túi chứa đồ, cảm nhận được mặt trên còn có một tầng cấm chỉ, nhất thời khẽ mỉm cười, hắn trực tiếp mở ra. Tất nhiên là Đinh Linh Nhi sợ Mộng Vũ nhìn lén mới bố trí. Bên trong quả nhiên là lượng lớn chiến xa cùng lượng lớn đồ vật cấp 4, còn không đủ tất cả đều dùng lượng lớn các loại vật liệu cấp 4 bổ sung vào, giá trị không thể đánh giá. Trong lòng hắn vui vẻ, khẽ cười nói. Vật liệu còn lại háo hết liền dừng, chiêu mộ chấm dứt ở đây. Người sai người thông báo xuống, giữa trưa ngày mai trên quảng trường Viêm Vũ Thành, hết thảy võ giả gia nhập liên minh toàn bộ phải đến, bằng không coi là trốn tránh xử lý. Võ giả bốn phía vừa nghe, liền dồn dập xông lên báo danh, đây chính là một cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng. Nguyên bản đám người ít ỏi đột nhiên gia tăng không ít. Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào trong giới thần bi, đem Cổ Vinh bắt đi ra khen, trận pháp này không tệ, hiện tại lại có nhiệm vụ phái ngươi đi làm. Cổ Vinh vẻ mặt đau khổ nói. Vân Thiếu, tu vi của ta, hừ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đừng quên thân phận của ngươi, hiện tại ngươi vẫn là nô bộc của ta, há có lý có kẻ mặc cả. Làm tốt, tự có chỗ tốt của ngươi. Làm hay là không làm? Làm, đương nhiên làm. Cổ Vinh vừa nghe có lợi, nhất thời phấn chấn lên. Lý Vân Tiêu lấy ra giấy bút viết hai phong thư đựng vào trong hộp, khẽ cười nói. Hai phong thư này ngươi tự mình đi một chuyến, đưa cho Thiên Nguyên Thương hội Đinh Linh Nhi cùng Vạn Bảo Lâu Ân Chiêu Dương, nói vật tư của Viêm Vũ Thành báo nguy, mượn bọn hắn 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch dùng tạm. Chi? Cổ Vinh giật nảy cả mình, sợ hãi nói, 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Bọn họ sẽ cho mượn sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Mượn, đương nhiên sẽ cho mượn, nhưng không hẳn có thể mượn đến số này. Nói chung càng nhiều càng tốt, Cổ Vinh đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhướng mày nói, Vân Thiếu, có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cười nói, có chuyện nói thẳng, ta là người khó nói chuyện như vậy sao? Cổ Vinh mới lên tiếng. Lần này bố trí 3 trận pháp. Hơn 2.000 người của Thiên Xu tiểu đội đều chịu không ít khổ sở. Thiên Xu tiểu đội là từ Thiên Thủy Quốc theo ngài đi ra, trình độ trung tâm tự nhiên so với những võ giả lâm thời chiêu mộ kia mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại trang bị cùng tu vi của bọn hắn, đều kém xa những võ giả này. Đặc biệt trên trang bị, hơn 2.000 người, có huyền binh sẽ không vượt qua 10 người, hơn nữa đều là những người như Trần Chân, là dòng chính của ngài. Càng đừng nói cấp 2, cấp 3 huyền binh cùng lượng lớn đan dược phụ trợ. Mấy ngày qua hắn cùng những thiếu niên này ở cùng nhau, từ lâu đã hòa mình, nội tâm đối với những thiếu niên này cũng rất có hảo cảm, nhất thời thay bọn họ cảm thấy có chút bất công lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ trầm tư, ngưng tiếng nói. Lần này ta để Trương Thanh Phàm Đại Sư mang đội lại đây, chính là vì luyện chế lượng lớn đan dược cùng huyền binh cấp thấp, thay bọn họ tăng cao thực lực. Nhưng hơn 2.000 người. Số lượng quá mức khổng lồ, trong ngắn hạn xác thực rất khó thỏa mãn toàn bộ. Mà tài nguyên cấp thấp của Thiên Nguyên Thương hội cùng Vạn Bảo Lâu đã bị ta phân phối xuống. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp khác, Thiên Xu tiểu đội là chi lực lượng thứ nhất trong tay ta, hơn nữa những thiếu niên này thiên phú vô cùng tốt, tiềm năng phát triển to lớn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Lúc này Cổ Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi truyền tin. Nhưng nghĩ đến nội dung cùng mức tiền mượn trong thư, nhất thời cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ lo người Thiên Nguyên Thương hội cùng Vạn Bảo Lâu dưới cơn tức giận, trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cổ Vinh đi rồi, Lý Vân Tiêu hơi trầm tư chốc lát, lúc này mới quay người lại biến mất ở trong đại sảnh, đi tới giới thần bi. Mặc dù Phương Thốn Sơn là trung tâm linh khí, nhưng theo nhiếp linh trận không ngừng lấy ra linh khí, sau khi linh khí trong núi đầy tự nhiên sẽ tràn ra đến toàn bộ giới thần bi. Hắn tùy tiện chọn một nơi ngồi xuống. Lần thứ hai lấy ra một viên cửu khiếu phá ách đan nuốt xuống. Tu vi của hắn chỉ có võ sư, vì lẽ đó cửu khiếu phá ách đan mang đến tăng lên là rất lớn. Tuy rằng sau 3 viên không có hiệu quả chút nào, nhưng nuốt vào quả thứ 3, vẫn có thể cảm nhận được thực lực không ngừng tăng lên, nhưng loại đau khổ kia cũng không phải quả thứ nhất có thể nhịn được. Dưới đau đớn to lớn kích thích, rốt cục cũng phát điên giống to lên. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu cả người máu tươi ngã trên mặt đất. Đau đến hôn mê đi. Sức mạnh trên người tăng lên tới cửu tinh võ sư đỉnh cao, rốt cục dừng lại, chung quy không có đột phá một lớp bình phong cuối cùng. Giữa trưa ngày thứ hai, quảng trường Viêm Vũ Thành. Lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người, phân biệt đứng thành hai hàng.
võ giả mới chiêu mộ tất cả đều lẻ loi tán tán, từng người thành đội, đồng thời lẫn nhau trêu chọc nói cười. Một mặt khác là học sinh quân chỉnh tề, từng cái mặc giáp mang kiếm, quân kỷ nghiêm minh, không hề có một chút âm thanh. Tuy võ giả bên này trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tu vi và tuổi tác của những học sinh này bọn họ đều xem thanh thanh sở sở, nhưng vẫn như cũ hiện ra một tia khinh thường. Dù sao tuyệt đại đa số đều chỉ là võ sĩ mà thôi, đạt đến võ sư cực ít. Tất cả im miệng cho ta. Âm thanh của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến, trên ghế nguyên bản vẫn trống rỗng trước quảng trường kia, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bóng người của hắn. Tất cả mọi người đều âm thầm lấy làm kinh hãi, mấy ngàn người ở đây, dĩ nhiên không ai nhìn ra hắn đến lúc nào. Ở hai bên Lý Vân Tiêu, phân biệt đứng Trần Đại Sinh cùng Hồng Binh, còn có Mộng Vũ. Bốn người mắt lạnh nhìn mấy ngàn người phía dưới, có cảm giác trên điểm tướng đài duyệt binh. Theo Lý Vân Tiêu quát to một tiếng, âm thanh phía dưới nhất thời yếu bớt hạ xuống. Nhưng trên mặt mỗi người đều hiện ra một loại kiêu căng khó thuần. Những người này lúc trước đều là võ giả độc lai độc vãng, tự do quen rồi, tâm tình không dễ dàng bị ràng buộc. Nếu không phải lần này điều kiện thực sự quá phong phú, bằng không cũng sẽ không gia nhập vào. Lý Vân Tiêu cười gằn nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt ở trên mặt mọi người lần lượt lướt qua, trong lòng những người này đều kinh hãi. Tuy rằng chỉ như chuồn chuồn lướt nước sao vô cùng hời hợt vút qua, nhưng thật giống như thâm nhập nội tâm của mình, đem hết thảy bí mật trong cơ thể đều dòm ngó tận không thể nghi ngờ, nhất thời người người hoàn toàn biến sắc, ngơ ngác không thôi. Nếu cầm tiền của ta, sau này chính là người của ta, phải nghe ta dặn dò. Bằng không chính là thu tiền không làm việc, chính là gạt ta, phàm là người dám gạt ta, ta không chỉ thu hồi tiền lại, còn lấy mạng của hắn. Hắn nói mấy câu này mười phần nhẹ nhàng, nhưng phảng phất có một loại sức mạnh vô hình, trực tiếp vang vọng ở trong đầu mỗi người, thâm nhập linh hồn, để mọi người nguyên bản ngơ ngác không ngớt càng thêm kinh hãi. Lúc này mới cảm giác được thành chủ 15 tuổi kia rất không đơn giản, thực lực cũng không giống như mặt ngoài vậy, chỉ có cửu tinh võ sư đỉnh cao. Hả, cửu tinh võ sư đỉnh cao? Những người tu vi trên đại vũ sư kia đều giật nảy cả mình, ngơ ngác lồi con ngươi ra. Mấy ngày trước nhìn hắn mới ngũ tinh võ sư, làm sao hiện tại liền cửu tinh đỉnh cao? Lúc này mới mấy ngày, làm sao có khả năng? Tuyệt đối không thể, khẳng định là mấy ngày trước nhìn lầm. Nội tâm đám người dồn dập tự mình an ủi, càng nghĩ càng thấy là như vậy, lúc này mới thoải mái xuống. Chỉ có trong mắt Tiền Đa Đa là lóe lên vẻ hoảng sợ, mấy ngày trước hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm, tiểu tử này tuyệt đối chỉ là ngũ tinh võ sư. Hơn nữa trên người tuyệt không có đồ vật che giấu tu vi. Bằng không dựa vào thực lực cửu tinh vũ vương của hắn, chắc chắn sẽ không cảm ứng không ra. Như vậy chỉ có một giải thích, mấy ngày qua tiểu tử này liên tục thăng 4 cấp. Chi? Vừa nghĩ tới cái kết luận này, hắn nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Này càng thêm không thể, vẫn là mấy ngày trước mình nhìn lầm, đúng, nhất định là mấy ngày trước mình nhìn lầm. Tiền Đa Đa, người tiến lên. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, phảng phất là hạ xuống một mệnh lệnh, khóe miệng mỉm cười nhìn Tiền Đa Đa. Nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều, soạt, một hồi rơi vào trên người Tiền Đa Đa, vị này là cửu tinh vũ vương cường giả a. Mặc dù là thủ hạ của ngươi, cũng há có thể tùy ý hô đến hô đi. Nội tâm mỗi người đều rất gấp gáp, nếu tên vũ vương này giận dữ nổi khùng lên, mình có phải là xông lên không? Xông lên không khác nào làm bia đỡ đạn a. Tất cả mọi người đều hết sức sốt sắng, đều âm thầm trách tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng, không biết chiêu hiền đãi sĩ một chút nào. Tiền Đa Đa cũng biến sắc, hơi có chút xanh lên. Mình là cửu tinh vũ vương, bất luận đi đến chỗ nào đều là thượng tân, mặc dù là nhất quốc chi chủ thấy mình cũng phải lễ nhượng ba phần. Tên tiểu tử này dĩ nhiên, nội tâm hắn dãy dụa mấy lần, nhìn thấy khóe miệng Lý Vân Tiêu tràn ngập tự tin, nhất thời chẳng biết vì sao trong lòng thở dài. Nghĩ đến phá nguyệt bảo quyền, cả người lập tức mềm nhũn, không cam lòng hừ nói, chuyện gì. Dưới chân vẫn là bước ra, theo lời đi tới. Chi? Nội tâm tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác không ngớt. Bốn tên vũ quân cũng dồn dập biến sắc, đối phương là cửu tinh vũ vương A. Còn như vậy, nếu đợi lát nữa thiếu niên này hô hoán mình, há cũng không phải thấp giọng xuống đi lên. Những người này đều độc lai độc vãng. Trong xương có một luồng khí chất không phục quản giáo, bằng không lấy thực lực của bọn họ, tới chỗ nào đều có thể sống vui vẻ, cũng không cần đến hiện tại mới không chịu được mê hoặc, gia nhập vào Viêm Vũ Thành. Đây là đồ vật ta đáp ứng ngươi.
Lý Vân Tiêu lấy ra một chiếc thẻ ngọc, còn có một cái hộp nhỏ đưa tới, cười nói, có vật này, còn có đan dược trong hộp nhỏ. Ta lại vì ngươi tuyển một bảo địa bế quan, hy vọng lần sau thời điểm gặp lại ngươi, ngươi có thể lên cấp Phú Tông. Phú Tông, người phía dưới đều giật nảy cả mình, thầm nghĩ nhóc con chính là nhóc con, nói chuyện thật không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Tiền Đa Đa là cửu tinh vũ vương, nhưng muốn đột phá đến Vũ Tông, cũng là thiên nan vạn nan, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy, căn bản là không thể nào làm được. Cả người Tiền Đa Đa chấn động, vội vàng đem thẻ ngọc đặt ở trên trán, thần thức ngâm vào trong đó. Trong đôi mắt tuôn ra ánh sáng, cả người kích động khó có thể tin. Phá Nguyệt Bảo Quyển, quả nhiên là Phá Nguyệt Bảo Quyển hoàn chỉnh. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên để ta chiếm được thần vật như vậy. Đừng nói Vũ Tông, coi như là Vũ Tôn, Vũ Hoàng, Tiền Đa Đa ta cũng có một ngày có thể đặt chân. Các ngươi từng cái chờ cho ta, chờ Tiền Đa Đa ta trở về tính sổ với các ngươi đi. Hắn rất là kích động, đem Phá Nguyệt Bảo Quyển thu cẩn thận, lúc này mới liếc mắt nhìn hộp vuông nhỏ không đáng chú ý kia, tiện tay mở ra. Nhất thời hai mắt ngưng lại, cả kinh nói, đây là cửu khiếu phá ách đan. Chính là một viên cửu khiếu phá ách đan còn lại cuối cùng. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia kinh ngạc, khẽ cười nói. Xem ra kiến thức của ngươi cũng không ít, nếu biết loại đan dược này, thêm vào công pháp trong bảo quyển, đủ để xoay chuyển vấn đề trong cơ thể ngươi. Trong ngắn hạn đột phá là không thành vấn đề chứ. Tiền Đa Đa cả kinh, nội tâm khiếp sợ không thôi, đối phương quả nhiên là sau khi nghe được Thái Thanh Hạo Nguyên Đan, phát hiện vấn đề của thân thể mình, lúc này mới lấy ra Phá Nguyệt Bảo Quyển, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Không chỉ thực lực thần bí, ngay cả kiến thức cũng sởn cả tóc gáy như. Ta tận lực. Tiền Đa Đa nỗ lực áp chế nội tâm gợn sóng của mình, đem viên thuốc kia thu cẩn thận. Lúc này mới không nhanh không chậm trở lại vị trí của mình, hai tay ôm ngực đứng thẳng, hai mắt khép hờ, để bất luận người nào cũng không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Đột nhiên trên bầu trời nhanh chóng lái tới một chiếc thanh lang chiến xa, mặt trên đột nhiên truyền xuống một tiếng rít gào. Hóa ra là các ngươi. Tặc đảm thật lớn, dám triển khai bí pháp đem linh khí chu vi ngàn dặm toàn bộ trộm đi. Để không thiền tông chúng ta sừng sững mấy ngàn năm trên Tề Vân Sơn hoàn toàn không có linh khí. Thật đáng chết, Lý Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người tìm tới cửa. Hắn cười to nói. Cái gì không thiền tông, chưa từng nghe tới. Nếu như các ngươi không còn linh khí, không bằng mang theo môn nhân toàn bộ nương nhờ vào Viêm Vũ Thành ta. Bảo đảm tài nguyên tu luyện của các ngươi so với trước kia thoải mái hơn không chỉ gấp 10 lần. Trên chiến xa nhất thời bốc lên một trung niên nam tử, mặt đầy giận dữ quát. Mau chóng trả linh khí lại đây, bằng không trực tiếp diệt Viêm Vũ Thành của ngươi. Con ngươi của nam tử này đột nhiên co rút, vốn cho rằng chỉ là thành nhỏ của phàm tục, nhưng vừa nhìn xuống dưới, dĩ nhiên có hơn 4.000 võ giả, tuy rằng tu vi phổ biến không cao, nhưng vẫn làm hắn sợ hết hồn. Loại trận thế này, hầu như có thể san bằng một môn phái nhỏ. Lúc nào Viêm Vũ Thành nắm giữ thực lực bực này, làm càn. Trên người Lý Vân Tiêu có một trận nguyên khí bạo động, lạnh lùng quát lên, dám nói diệt Viêm Vũ Thành ta, niệm tình ngươi sơ phạm, trong ba tức cút cho ta, bằng không liền vĩnh cửu lưu lại. Người trung niên trên chiến xa biến sắc, cả giận nói. Một tên tiểu bối chỉ là cửu tinh võ sư, không biết phân biệt. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại giết một người răn trăm người. Hắn đột nhiên bấm quyết, trên thanh lang chiến xa nhất thời bốc lên một đạo hào quang màu xanh, phảng phất như một con sói, bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống. Thanh lang chiến xa chính là chiến khí cấp 4, bản thân liền có năng lực công kích, chỉ cần dùng pháp quyết khống chế liền được. Cái này cũng là nguyên nhân huyền phù chiến xa cực kỳ quý giá, tương đương với một đại pháo di động. Trần Đại Sinh cùng Hồng Binh đang muốn ra tay, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng làm cái thủ thế ngăn lại. Hắn chậm rãi rút hổ nha kiếm ra, ánh kiếm lấp lóe, nhất thời bảo kiếm hóa thành mãnh hổ màu máu, rít gào một tiếng xung kích lên. Hổ nha kiếm, hổ khiếu trấn sơn lâm. Hư ảnh thanh lang kia ở dưới mãnh hổ rít gào xung kích bị đánh tan ra, hư ảnh mãnh hổ không tiêu tan, tiếp tục hướng chiến xa phóng đi. Cái gì? Trung niên nam tử kia giật nảy cả mình, một tên tiểu bối chỉ là võ sư, làm sao có khả năng phá tan một kích của chiến xa, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một tay phất ra, nhất thời một đạo trưởng lực ở trên không trung ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ hướng về mãnh hổ ép xuống. Hừ, chỉ là nhất tinh vũ quân, cũng dám đến Viêm Vũ Thành ta làm càn.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, ngũ hành đỉnh ở trên tay phải chậm rãi biến ảo ra, bị hắn tiện tay ném ra ngoài, quát khẽ tử khí đông lai, đỉnh chấn càn khôn. Tử đỉnh bay về phía không trung, đánh vào trưởng phong to lớn của nam tử này, vọt thẳng mà qua, ở trên không trung cấp tốc biến lớn, trên thân đỉnh hiện ra từng đạo hào quang năm màu, như nụ hoa trong nháy mắt tỏa ra, ánh sáng ngưng tụ không tiêu tan, hướng trung niên nam tử kia bao phủ tới. Chi! Trung niên nam tử kia hoàn toàn biến sắc, hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác thất thanh nói, lực lượng ngũ hành, dĩ nhiên là huyền binh cấp 5 ẩn chứa ngũ hành đạo quả. Ngươi chỉ là võ sư, làm sao có khả năng nắm giữ huyền khí cấp 5 như vậy? Hắn không có thời gian ngẫm nghĩ, vội vàng rút ra một thanh quang đao, trong nháy mắt giải phong, mạnh mẽ chém ra một đao. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng cắt phá trời cao, trực tiếp chém ra lực lượng ngũ hành, toàn bộ không trung là một mảnh kim quang lấp lóe. Dù sao chỉ là tử đỉnh ẩn chứa ánh sáng ngũ hành, cũng không phải một tên vũ vương triển khai, uy lực vẫn là cực kỳ có hạn. Trung niên nam tử kia một đao chém phá hào quang năm màu, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Loại lực lượng ngũ hành này nếu là vũ vương cường giả triển khai ra, hắn căn bản không phải một chiêu chi địch. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, quyết ấn trong tay nhanh chóng triển khai lên, ngũ hành đỉnh này lần thứ hai biến lớn mấy lần, màu tím vần quanh, ánh sáng ngũ sắc lan tràn, phảng phất như một ngọn núi nhỏ nhanh chóng bay thẳng đến chiến xa. Tử đỉnh ở trên không trung còn đang không ngừng lớn lên, che kín bầu trời, toàn bộ bầu trời chỉ nhìn thấy một đoàn màu tím, nhanh chóng di động. Người điên, bảo bối như vậy, dĩ nhiên dùng để va chạm. Trung niên nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hành vi phung phí của trời của Lý Vân Tiêu cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn lại không dám va chạm, va hỏng chiến xa rồi trở lại không cách nào báo cáo kết quả không nói, tử đỉnh khổng lồ như thế đụng tới, sợ là mình cũng không chịu nổi. Nhất thời đánh vào trên chiến xa vài đạo quyết ấn, thanh lang chiến xa xoay người một cái liền muốn hướng xa xa chạy như bay. Hừ, muốn chạy trốn. Cho ngươi thời gian lăn, ngươi không lăn, hiện tại liền đứng lại cho ta. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên có vài đạo ánh vàng lấp lóe, pháp quyết phức tạp ở trong tay không ngừng hiện lên, mỗi một triển khai ra lần quyết ấn, không trung dường như có lực lượng nào đó bị dẫn dắt. Cuối cùng một đạo pháp ấn kim sắc ngưng tụ ở trong tay, mạnh mẽ vỗ ra. Đại Nhật Kim Quang Kiếm, diệt cho ta. Thời điểm hắn đánh ra quyết ấn cuối cùng kia, trong hư không phảng phất hiện ra đạo đạo ánh vàng. Đầy trời kim quang điểm điểm, không biết từ chỗ nào mà đến, đột nhiên hóa thành vạn đạo kim quang, nhanh chóng ở trên không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng, hướng chiến xa chém xuống. Oanh! Đại kiếm màu vàng cắt phá trời cao, trực tiếp đánh vào trên thanh lang chiến xa, tuôn ra ánh vàng chói mắt mãnh liệt. Thế kiếm kia dĩ nhiên không giảm xuyên thấu mà qua, nhanh chóng tiêu tan ở chân trời. Mà thanh lang chiến xa bị đại kiếm chém xuống nhất thời tuôn ra tiếng nổ vang. Ở trên không trung nổ tung. Chi! Uy thế của một kiếm, dĩ nhiên chém bạo chiến xa cấp 4. Trong nháy mắt chiến xa nổ tung, tên vũ quân cường giả kia cũng bị năng lượng khổng lồ xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, theo chiến xa cùng rơi xuống. Lần này xem ngươi còn bất tử, tử khí đông lai, đỉnh chấn càn khôn, chấn cho ta. Lý Vân Tiêu biến hóa mấy cái thủ quyết, chiếc đỉnh lớn màu tím trên không trung kịch liệt thu nhỏ lại. Nhanh chóng hướng về vũ quân kia chấn áp xuống. Oanh! Tốc độ đại đỉnh vượt xa tốc độ người kia rơi xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo tử ảnh lướt qua, liền nghe ầm một tiếng ép xuống, ở phía trước quảng trường chấn động ra lượng lớn bụi bặm. Tiếp theo là âm thanh chiến xa rơi xuống đất, chính giữa bị đánh xuyên qua, phảng phất như sắt vụn rớt ở bên cạnh tử đỉnh. Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh. Từ lúc trung niên kia cao giọng hô to, đến hiện tại chiến xa rơi tan. Người sống chết chưa biết, chỉ là chuyện trong mấy cái nháy mắt. Rất nhiều người thậm chí còn không phản ứng lại, phảng phất đặt mình trong mơ. Một võ sư cửu tinh đỉnh cao, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đánh bại một tên vũ quân lái thanh lang chiến xa cấp 4. Này hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người, trên quảng trường hơn 4.000 người, có ít nhất hơn một nửa người đầu óc phát mộng, khó có thể khởi động. Hơn 2.000 tên đội viên thiên su, càng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Này vẫn là phế vật mấy tháng trước cùng với bọn hắn ở già Lam học viện đọc sách sao? Từ lúc đánh bại Lam Huyền, đến hiện tại xoay tay trong lúc đó chém xuống vũ quân, chỉ là mấy tháng ngăn ngắn, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Bạch Thành Phong cùng Lâm Vũ càng là kinh hãi liếc mắt nhìn nhau,
trong con ngươi hai người đều là vẻ rung động cùng hoảng sợ thật sâu. Nguyên bản trong tâm hai người đối với sức chiến đấu của Lý Vân Tiêu còn có chút không phục, đều ở trong bóng tối liều mạng tu luyện, muốn hòa một ván. Nhưng một màn trước mắt kia, triệt để phá tan chấp niệm trong tâm hai người. Một loại cảm giác vô lực ở trên người bọn họ lan tràn, nghĩ đến mình lại muốn cùng loại quái vật này tỉ thí, nhất thời nội tâm tự giễu cười khổ. Nếu là mấy tháng trước, hai người cùng hắn chênh lệch vẻn vẹn là nhìn theo bóng lưng, vậy bây giờ ngay cả bụi bặm cũng nhìn không thấy. Bên kia ngoại trừ hơn 1.000 tên đại vũ sư cùng võ sư mất đi năng lực suy nghĩ, coi như là Tiền Đa Đa cùng 4 tên vũ quân mới thu, cũng từng cái đứng ở đó há hốc mồm. Bọn họ liều mạng nói với mình kia chỉ là giả, trước mắt là ảo giác. Nhưng loại tự mình lừa mình này có vẻ vô lực như vậy, từng cái xanh cả mặt, khó có thể tin đứng ngốc ở đó. Trần Đại Sinh cùng Hồng Binh cũng trợn mắt ngoác mồm, năng lực chịu đựng của hai người so với những người khác muốn mạnh hơn một chút, nhưng lần này trong đầu cũng triệt để trống rỗng. Không có một người tin tưởng tình cảnh mình vừa xem lúc nãy là chân thực. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc như vậy. Lý Vân Tiêu đưa tay vồ một cái, chiếc đỉnh lớn màu tím kia nhất thời bay trở về, hóa thành trạng thái nhỏ thu hồi. Tên vũ quân kia còn nửa cái mạng nằm ở trên đất, thân thể không ngừng co giật, xem dáng dấp kia, coi như không chết cũng qua quỷ môn quan một lượt. Thời khắc này, tất cả mọi người mới không thể không mạnh mẽ bức mình tiếp thu sự thực này, vừa nãy nhìn thấy tất cả là thật sự. Một tên võ sư dễ dàng giết chết một vũ quân, là thật sự. Chi? Hơn 1.000 tên tân tiến võ giả cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo, nhiều người đứng chung một chỗ như vậy, cũng không thể chống đỡ loại ý lạnh xâm nhập cốt tủy kia. Đó là một loại run rẩy đến từ linh hồn. Vào đúng lúc này, loại kiêu căng trong xương khó thuần kia của tất cả mọi người, trong nháy mắt biến mất không còn một mống, tất cả đều từng cái đàng hoàng, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hồi. Điều này cũng bao quát cả 4 tên vũ quân. Bắt hắn lại đây cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nhất thời hai thành viên Thiên Xu tiểu đội vội vàng chạy lên kéo nam tử sinh tử chưa biết kia lại đây, thả ở phía trước quảng trường. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, nhất thời cười lạnh một tiếng. Còn chưa có chết cũng đừng giả chết cho ta, bằng không sẽ thật thành ngươi chết. Thân thể tên nam tử kia đột nhiên run lên một cái, vội vàng giãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta không chết. Sau khi nói ra câu nói này, hắn nhất thời cảm thấy một loại tâm ý nhục nhã xông lên đầu, xấu hổ cúi đầu. Dáng dấp kia rất buồn cười, nhưng không có một người cảm thấy buồn cười, cũng không có một người dám bật cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lười nhác ngồi ở trên ghế, dùng âm thanh hờ hững nói. Tên của ngươi, còn có vị trí không thiền tông gì kia, tình huống, có bao nhiêu cao thủ, đem tin tức ta muốn biết toàn bộ nói ra. Nếu nói làm ta thỏa mãn. Có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời tặng ngươi cơ duyên lớn. Nhưng nếu có nói dối, ngày hôm nay ngươi muốn chết cũng không chết được. Tiếng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, hai con ngươi chậm rãi vặn vẹo lên, một luồng lực lượng tinh thần rất lớn hóa thành vạn đạo châm mang, đâm vào trong đầu trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia đã trọng thương, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương còn tấn công bằng tinh thần, nhất thời thân thể run lên, phảng phất như ý thức hải bị đâm trúng, đột nhiên co giật một hồi. Một cảm giác run rẩy đến từ sâu trong linh hồn hiện lên, cũng không dám sinh ra bất kỳ lòng phản kháng gì. Ta nói, tuyệt đối đừng giết ta. Hắn hoảng sợ mở hai mắt ra, cả người sợ hãi đến run cầm cập liên tục, vội vàng nói rõ mười mươi. Trung niên nam tử này gọi là Bốc Thiên Công, là một đệ tử cao cấp của Không Thiền Tông. Không Thiền Tông tọa lạc ở bên trong Tề Vân Sơn Mạch, mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Vẫn không thịnh không suy, không mặn không nhạt tồn tại. Trong tông môn cao thủ cũng không nhiều, tông chủ Năng Phi Trần là cửu tinh vũ vương cường giả, còn có hai vị phó tông chủ là thất tinh vũ vương cùng ngũ tinh vũ vương, vũ quân cường giả nhiều đến hơn 10 người, dưới vũ quân càng là hơn ngàn người. Toàn bộ môn phái ở trong núi một lòng tu luyện, xưa nay ít hỏi tới thế sự. Mà mấy ngày trước chẳng biết vì sao, không chỉ có Không Thiền Tông, linh khí trong toàn bộ Tề Vân Sơn Mạch như đập lớn vỡ đê. Linh khí điên cuồng trôi đi. Chỉ vẻn vẹn một ngày, liền để bọn họ phát hiện không đúng, kinh hãi đến biến sắc, vội vàng phái cao thủ trong tông đi ra ngoài điều tra tình huống. Bốc Thiên Công chỉ là một trong những nhân viên phái ra điều tra, vừa vặn bất hạnh chạy đến Viêm Vũ Thành. Ngoá, chút thực lực này cũng khai tông lập phái, đáng đời linh khí bị cướp sạch.
Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, tựa hồ có dự định, cười mắng. Thực lực của các ngươi tuy rằng không đủ khai tông lập phái, thế nhưng gia nhập Viêm Vũ Thành ta cũng khá. Như vậy đi, ta trở về với ngươi một chuyến, nhìn có thể nói phục tông chủ của các ngươi hay không. Người ở bốn phía tất cả đều sửng sốt, khẩu vị của thành chủ này không khỏi cũng quá lớn đi, mới tán gẫu hai câu liền định nuốt lấy môn phái sừng sững mấy ngàn năm của đối phương. Đối phương dù sao cũng có ba vị vũ vương tồn tại a, còn có hơn 10 vũ quân, nguồn sức mạnh này cũng đầy đủ quét ngang mấy ngàn người ở đây. Bốc Thiên Công cũng mắt choáng váng, chuyện này. Nhìn cái gì, dẫn đường. Lý Vân Tiêu ném ra một viên đan dược, quát lên, ăn vào, miễn cho nửa đường trọng thương chết mất. Vẫn đúng là đi a. Tất cả mọi người đều như muốn té xỉu, loại đại sự chiếm đoạt môn phái người khác này, dĩ nhiên thuận miệng nói một chút liền quyết định, cũng không lo lắng nhiều mấy ngày. Ít nhất cũng phải cùng hậu trường vạn bảo lâu của chúng ta thương lượng một chút chứ. Vừa rồi mọi người còn bị thủ đoạn phích lịch của Lý Vân Hà dọa sợ, nhất thời từng cái lại rung đùi đắc ý, thầm nghĩ tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bốc Thiên Công cũng có chút không phản ứng kịp, sau khi ăn vào đan dược nhất thời cảm thấy thương thế trên người bị kiềm chế, lúc này mới khó có thể tin nói. Thật đi, phí lời. Lý Vân Tiêu hừ nói, tiện tay hướng về không trung ném đi, nhất thời mấy chục đạo ánh sáng bay lên, ở phía trên Viêm Vũ Thành hóa thành từng chiếc chiến xa, nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời, có tới hơn 30 chiếc. Hơn nữa ba chiếc phía trước thể tích là gấp 2 lần Thanh Lang chiến xa, tỏa ra lực lượng oai vũ nhàn nhạt. Cấp 5 Hổ Vương chiến xa. Bốc Thiên Công thất thanh kêu lên, một Viêm Vũ Thành nho nhỏ, dĩ nhiên có nhiều bảo bối như vậy. Vừa nãy còn cảm thấy thiếu niên trước mắt này không hiểu chuyện, hiện tại lập tức biến thành khiếp sợ. Nhưng cùng lúc trong con ngươi của hắn cũng lướt qua một tia ung dung. Thực lực đối phương càng mạnh, tội lỗi của mình liền càng nhỏ, mặc dù đợi lát nữa trở lại tông môn, cũng có lời giải thích. Hơn 30 chiếc chiến xa, trời ạ, vạn bảo lâu thật là hạ xuống tiền vốn a. Không phải, người xem ba chiếc Hổ Vương chiến xa phía trước, kia là đồ vật cấp 5 a. Cha cha, những chiến xa này giá trị ít nhất hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch a. Xem ra thân phận tiểu tử này cực không đơn giản, dĩ nhiên được vạn bảo lâu tín nhiệm như vậy. Xem ra chúng ta không theo sai người, thật có tiền đồ a. Mọi người ở dưới chiến xa phô thiên cái địa, cũng không nhịn được nữa kinh ngạc thốt lên, từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng hưng phấn. Vạn bảo lâu chống đỡ cho Viêm Vũ Thành càng lớn, bọn họ tự nhiên được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lý Vân Tiêu thấy tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng Viêm Vũ Thành là vạn bảo lâu, nội tâm nhất thời mỉm cười không ngớt. Này chính là mục đích hắn muốn đạt đến, rất nhiều lúc nói dối nói nhiều, sẽ biến thành thật sự. Đến thời điểm vạn bảo lâu muốn rũ sạch quan hệ cũng không thể. Hắn vung cánh tay lên hô, lớn tiếng nói. Nhiệm vụ thứ nhất, thu phục Không Thiền Tông, ngũ tinh võ sư trở lên toàn bộ đi theo ta. Thanh Lang chiến xa nhiều nhất có thể chứa 20 người. Hổ Vương chiến xa có thể chở hơn 50 người, thần thức của Lý Vân Tiêu quét xuống, lập tức tính toán ra trên ngũ tinh võ sư đại khái hơn 700 người, lúc này mới báo ra số kia. Nhất thời mọi người kích động hưng phấn, dồn dập nhảy lên, nhảy vào trong chiến xa. Những người này đều là quỷ nghèo độc lai độc vãng, lúc nào gặp vật phẩm xa xỉ bực này, từng cái như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi, kêu gào liên tục. Lý Vân Tiêu nắm lấy Bốc Thiên Công nhảy lên. Rơi vào trên Hổ Vương chiến xa phía trước nhất, mấy người tiền đa đa cũng theo đi tới, nếu cầm tiền tài của người ta, phải bán mạng cho người ta, điểm đạo lý ấy mọi người đều hiểu. Lý Vân Tiêu nhìn chiến xa hầu như chật ních, cười nói. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nghe ta truyền thụ phương pháp điều động. Trong miệng hắn nhất thời nhẹ niệm, đem pháp quyết điều động chiến xa truyền thụ cho mọi người. Lúc này mới vỗ Hổ Vương chiến xa một cái. Nhất thời hơn 30 đạo hào quang bay vút lên, nhanh chóng hướng về Tề Vân Sơn chạy tới. Trên quảng trường Viêm Vũ Thành căn bản chỉ còn lại thành viên Thiên Xu tiểu đội, từng cái trợn tròn mắt nhìn chiến xa bay đi, trên mặt mỗi người đều hiện ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định, hai tay chăm chú nắm chặt. Trong bọn họ tu cao nhất là Bạch Thành Phong, cũng vừa mới đạt đến ngũ tinh võ sư mà thôi. Mà những người mới thu, lại có 700-800 người tu vi không đủ. Để bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, quyết định phải hăng hái tu luyện. Vẻ mặt Tiền Đa Đa hơi có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói. Thành chủ đại nhân, từ vừa nãy hiểu rõ tình huống đến xem, những người chúng ta không nắm chắc đánh Không Thiền Tông a. Có nên tăng người hay không?
Ban đầu hắn cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ kêu thêm một gã cửu tinh vũ vương khác, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có ý định này, thật sự chỉ mang theo bọn họ bay qua. Không có chuyện gì, Bốc Thiên Công thân là vũ quân cũng bị phái ra, vũ quân khác nhất định cũng không ở trong tông. Nhiều lắm chỉ còn lại ba vũ vương cường giả, Tiền Đa đang ngươi cuốn lấy tên cửu tinh vũ vương kia liền được. Chúng ta có hơn 30 chiếc chiến xa, trực tiếp oanh cũng đánh chết bọn họ. Lý Vân Tiêu một mặt khinh thường nói, phảng phất đã có nắm chắc. Tiền Đa Đa sững sờ, liền cau mày không tiếp tục nói nữa. Lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Đến thời điểm coi như toàn quân bị diệt, hắn cũng sẽ không sao, vì lẽ đó cũng chẳng muốn nói cái gì nữa. Nhưng thân thể Bốc Thiên Công lại hơi chấn động một cái, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Cái chi tiết nhỏ này lại bị Lý Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, chứng minh mình đoán không sai. Tề Vân Sơn cách Viêm Vũ Thành chỉ mấy trăm dặm, tốc độ chiến xa so với võ giả cùng cấp còn nhanh hơn mấy lần, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh sơn mạch liên miên không dứt. Vừa tới nơi này, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, xác thực không cảm giác được nguyên khí gợn sóng, mặc dù là cao thủ như Tiền Đa Đa, cũng chỉ nhận ra được nguyên khí yếu ớt. Thông thường chỉ cần là sơn mạch, ít nhiều gì đều sẽ có nguyên khí trầm tích. Cái này cũng là nguyên do rất nhiều võ giả cùng đại thế gia đều ẩn cư trong Thanh Sơn Tú Thủy. Nhưng nơi đây xác thực là dị thường kỳ quái, thật giống như đi tới phàm trần, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ quái dị. Vốn cho là Bốc Thiên Công chỉ nói hưu nói vượt, hiện tại mỗi một người đều khiếp sợ, lẽ nào nguyên khí nơi đây thật sự bị thành chủ triển khai bí pháp rút đi. Này hoàn toàn là thủ pháp trong truyền thuyết A. Lấy ra linh tú, hội tụ nguyên khí, chỉ có những nhất lưu thế lực kia mới có tác phẩm như thế, hơn nữa đều là đại tông đại phái thành lập hơn vạn năm mới có truyền thừa như vậy. Lẽ nào Vạn Bảo Lâu ngay cả loại tác phẩm này cũng cho Viêm Vũ Thành. Mọi người lập tức kéo sự tình tới trên người Vạn Bảo Lâu, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được. Rất nhanh, chiến xa lái đến trên một đỉnh núi, Bốc Thiên Công chỉ vào phía dưới nói chính là chỗ này. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ non xanh nước biếc ra, nào có tông môn gì. Lý Vân Tiêu cau chân mày lại, cả kinh nói. Ồ, còn có hậu sơn đại trận, có tác dụng ảo thuật. Cha cha, xem ra trước đây không thiền tông các ngươi lai lịch cũng không nhỏ a. Cả người Bốc Thiên Công chấn động, sợ hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được thiếu niên thần bí này, kiến thức cao như thế, còn có thực lực biến thái, tất cả đều ẩn giấu dưới một khuôn mặt 15 tuổi, để Bốc Thiên Công cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thực. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, nếu như lỗ mãng xuống để bọn họ quy thuận, chắc chắn sẽ không để ý đến ta. Sớm muộn vẫn phải đánh nhau một trận, không bằng trực tiếp đấu võ đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng chiến xa nhắm ngay phía dưới oanh cho ta, bất luận người nào kêu ngừng cũng không được ngừng, trực tiếp bắn nát hộ sơn đại trận này. Bốc Thiên Công phát ngất, tại sao có thể có người như vậy, này hoàn toàn là logic của giặc cướp A. Oanh! Hắn điều động hổ vương chiến xa, đột nhiên kích thích ra một đạo hào quang màu vàng, xuyên qua tầng tầng không khí, oanh tạc trên dãy núi, nhất thời gây ra một vòng bảo vệ màu xanh. Ở dưới oanh kích hơi có chút rung động, nhưng cũng hoàn toàn chặn lại công kích kia, không tổn thương đến ngọn núi chút nào. Không tệ, hộ sơn đại trận này đẳng cấp còn không thấp, mọi người cùng nhau oanh. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 30 chiếc chiến xa bắt đầu phát điên oanh kích lên, từng đạo quang mang bắn thẳng xuống, liên tiếp không ngừng, như một trận mưa ánh sáng, chỉ mấy tức, đại trận kia có chút không chống đỡ được, ánh sáng càng ngày càng mạnh, bắt đầu run rẩy lợi hại. Mấy tức sau, trong hộ sơn đại trận liền truyền đến một tiếng nộ hống kinh thiên. Người phương nào lớn mật, dừng tay cho ta. Rất nhanh liền nhìn thấy ba bóng người bay vụt lên, một chiếc hổ vương chiến xa đột nhiên hiện lên ở không trung, hướng mọi người bay tới. Ba tên vũ vương cường giả đứng thẳng ở trên chiến xa, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm bên này, nhưng trong con ngươi lại lướt qua một vẻ khiếp sợ. Tiếp tục oanh, đừng có ngừng, nhìn động tác tay của ta mà làm. Lý Vân Tiêu nhìn chính chủ xuất hiện, nhất thời ra lệnh một tiếng. Hơn 30 chiếc chiến xa ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy hình thành một vòng vây, đem bộ hổ vương chiến xa của đối phương bao vây vào giữa. Càng làm cho đối phương lo lắng chính là chiến xa oanh kích vẫn không có đình chỉ lát nữa là sẽ trực tiếp phá hủy đại trận. Tên cửu tinh vũ vương năng phi trần cầm đầu kia kinh nộ không ngớt, hắn rất nhanh nhìn thấy Bốc Thiên Công chật vật không thôi,
sợ hãi rụt rè đứng ở trên chiến xa của đối phương, máu me khắp người, nhất thời rõ ràng mấy phần, trong lòng sốt sắng các ngươi là người phương nào. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Chúng ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu chính là ta đưa cho các ngươi một hồi cơ duyên. Oanh! Đúng lúc này, hộ sơn đại trận rốt cục không chống đỡ được, ở dưới mấy đạo oanh kích nhất thời hóa thành vạn điểm ánh huỳnh quang lấp lóe, tiêu tan ở trong núi sông. Toàn bộ sơn mạch bị ánh sáng chiếu rực rỡ hẳn lên. Cơ duyên! Năng Phi Trần tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào đại trận tiêu tan phía dưới, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, hầu như muốn ngất đi. Đây chính là một hồi cơ duyên mà ngươi đưa cho ta. Đem hộ sơn đại trận mấy ngàn năm qua của Không Thiền Tông ta bắn nát. Thật là một hồi cơ duyên a, nếu ngày hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích, coi như ta tan xương nát thịt, cũng phải kéo các ngươi chết chung. Tuy rằng người vây quanh bọn họ tu vi đều không cao, nhưng hơn 30 chiếc chiến xa, cũng không phải ba tên vũ vương bọn họ chống đỡ được. Huống hồ trên chiến xa của đối phương cũng có một tên cửu tinh vũ vương cường giả, một khi thật đánh nhau, là không có nửa phần thắng. Vì lẽ đó đã làm tốt dự định đồng quy vô tận. Hai tên vũ vương khác cũng muốn rách cả mí mắt, nếu như không phải bị nhiều chiến xa như vậy vây quanh, đã sớm nổi lên giết người. Ha ha, phúc họa song hành, không phá thì không xây được. Lý Vân Tiêu cười to nói. Lúc đại trận hộ sơn phá vỡ, chính là thời điểm Không Thiền Tông các ngươi được tân sinh. Năng Phi Trần, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, muốn chờ mười mấy vị vũ quân kia trở về theo ta đánh một hồi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, càng nhiều người, tử thương của các ngươi càng lớn. Ta đã nói rồi, hôm nay mục đích ta tới chính là muốn Không Thiền Tông các ngươi quy thuận Viêm Vũ Thành chúng ta. Viêm Vũ Thành. Năng Phi Trần sững sờ, lập tức giật mình nói, làm sao có khả năng? Tại sao Viêm Vũ Thành có thể có thực lực cường đại như vậy? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Viêm Vũ Thành cách các ngươi chỉ trăm dặm, cũng không phát hiện được biến hóa trong đó. Thiệt thòi các ngươi vẫn là một môn phái sừng sững mấy ngàn năm, ta xem là rùa rụt cổ mấy ngàn năm a. Như vậy đi, vì để tránh cho song phương thương vong vô vị, chúng ta tận lực nói chuyện một chút làm sao. Trên mặt Năng Phi Trần trầm tư bất định, nếu đối phương biết rõ bản thân mình muốn kéo dài thời gian, còn chịu nói một chút, lực lượng của bọn họ ở đâu. Nghĩ đến một trận, phát hiện mình làm sao cũng không mất mát gì, liền trầm giọng nói, muốn nói có thể. Việc hộ sơn đại trận này ngươi làm sao bàn giao cho ta? Còn nữa, tuy rằng thực lực Không Thiền Tông ta thấp kém, nhưng mấy ngàn năm qua sừng sững không ngã, chưa bao giờ quy thuận qua bất kỳ thế lực nào. Các ngươi đừng hòng muốn chúng ta quy thuận. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to lên, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường, cười nói. Đó là bởi vì thực lực của các ngươi ở trong thế tục vẫn tính là mạnh, nhưng ở trong mắt môn phái lớn chân chính, căn bản chẳng là cái thá gì. Ai sẽ có hứng thú đến để cho các ngươi quy thuận? Cho tới hộ sơn đại trận này, chỉ cần chúng ta đàm phán xong, ta có thể giúp các ngươi bố trí một cái uy lực càng mạnh hơn. Uy lực càng mạnh hơn? Hừ, không biết trời cao đất rộng. Hộ sơn đại trận chính là chí cường trong trận pháp, đoạt thiên địa tạo hóa, dẫn tư thế núi sông, há có thể tùy ý bố trí xuống. Thiết, ngươi cho rằng hộ sơn đại trận này cùng Nhiếp Linh trận có thể so sánh? Nhiếp Linh trận. Ngươi, quả nhiên là các ngươi lấy ra linh khí của Tề Vân Sơn Mạch, các ngươi. Không chỉ có hắn khiếp sợ, hai gã vũ vương cường giả khác cũng dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại trận pháp có thể lấy ra linh khí này, giá trị hơn xa hộ sơn đại trận của bọn hắn, nhất thời sắc mặt ba người đều âm trầm, thần sắc trong mắt bất định. Lý Vân Tiêu cười một tiếng nói. Huống hồ, coi như ta không để cho các ngươi quy thuận, hiện tại dẹp đường hồi phủ. Linh khí trong tông các ngươi sớm muộn cũng bị lấy ra hết sạch, đến thời điểm các ngươi còn tu luyện làm sao? Còn làm sao khai sơn lập phái? Trừ khi các ngươi dẫn người san bằng Viêm Vũ Thành, nhưng các ngươi có thực lực này sao? Ba người Năng Phi Trần cả kinh, nhất thời con ngươi đều lồi ra. Đúng a, coi như đối phương bỏ chạy, linh khí này làm sao bây giờ? Lẽ nào toàn phái di chuyển? Phải biết bình thường một chút linh sơn đại xuyên tốt sớm đã bị người chiếm mất. Tề Vân Sơn này linh khí vốn là vô cùng yếu ớt, cũng đúng như Lý Vân Tiêu nói, sở dĩ Không Thiền Tông có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, hoàn toàn là bởi vì thực lực bình thường, linh khí đạm bạc, căn bản không ai để mắt. Bằng sức mạnh của bọn họ tiến vào giới trần tục, tự nhiên có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng nếu muốn cùng những thế lực lớn kia tranh cướp linh khí, này không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa,
tự chịu diệt vong. Lần này ba người hoàn toàn há hốc mồm, trừ khi có bản lĩnh tiêu diệt Viêm Vũ Thành, thế nhưng trước mắt bày ra thực lực kia, cũng đã không phải bọn họ có thể ứng phó, cũng không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu sức mạnh. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một thần sắc tự tin, khẽ cười nói. Như vậy đi, ta mở một điều kiện cho các ngươi. Không Thiền Tông vẫn bảo lưu tính độc lập như cũ, các ngươi chỉ là dựa vào Viêm Vũ Thành, nghe ta hiệu lệnh. Còn chỗ tu luyện, ta có thể vì các ngươi mở ra một khối bảo địa so với trước đây linh khí nồng nặc gấp 10 lần, đồng thời về sau tài nguyên tu luyện cung cấp cuồn cuộn không ngừng. Không biết ba vị ý như thế nào? Chi? Lần này không chỉ là ba người năng phi trần khiếp sợ, coi như 800 tên võ giả ở trên chiến xa cũng giật mình không thôi. Mở ra một khối bảo địa, linh khí so với lúc trước nồng nặc gấp 10 lần. Tài nguyên tu luyện quản đủ quản no. Đây là khí phách cùng thủ đoạn bực nào a? Cần gốc gác cùng hậu trường bao sâu mới có thể làm được? Năng phi trần hồ nghi nói. Nếu Viêm Vũ Thành có thực lực như vậy, đã sớm là nhất lưu đại phái, còn muốn mời chào chúng ta làm cái gì? Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Mọi việc đều có quá trình, Viêm Vũ Thành trở thành nhất lưu đại phái là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, vẫn là rất yếu. Năng phi trần nhất thời hiển lộ ra vẻ do dự, nghe Lý Vân Tiêu nói, thật giống như tiền đồ sán lạn. Nếu không nghe, trời ạ, có thể không nghe sao? Không nghe linh khí hết sạch thì làm sao bây giờ? Hắn nhất thời có cảm giác cùng đường mạt lộ, trong miệng khẽ nói, bắt đầu cùng hai vũ vương khác truyền âm trò chuyện. Thần sắc trên mặt ba người biến ảo dị thường, thật lâu vẫn không hạ quyết định. Nhưng Lý Vân Tiêu lại rất có kiên trì ngồi ở trên hổ vương chiến xa, khóe miệng hiện ra mỉm cười tự tin, làm cho người ta có một loại cảm giác nắm chắc phần thắng. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, không đáp ứng linh khí liền không còn, có thể không nắm chắc phần thắng sao. Chỉ là sự tình quá mức đột nhiên, không chỉ Không Thiền Tông, coi như là 800 tên võ giả, cũng là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Làm sao có khả năng dễ dàng thu phục một tông phái như vậy? Ba người năng phi trần thương nghị, kết quả là không đường có thể đi. Trên mặt hắn dị thường khó coi, nghi vấn nói, ngươi làm sao có thể bảo đảm mới vừa nói là thật. Lý Vân Tiêu từ chỗ ngồi đứng lên, bước chậm đi tới đằng trước chiến xa, đem hai tay đặt trên lan can. Ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, nụ cười trên mặt hóa thành vẻ nghiêm nghị, ngưng tiếng nói, một, mở ra cho các ngươi một chỗ tu luyện, linh khí so với Tể Vân Sơn càng dày đặc gấp 10 lần. Hai, Không Thiền Tông bảo lưu tính độc lập, vẻn vẹn là nghe ta hiệu lệnh. Ba, sau này các đệ tử trong tông tu luyện, chỉ cần không xúc phạm quy củ Viêm Vũ Thành ta, giống nhau quản đủ quản no. Nếu không làm được ba điểm này, tùy ý các ngươi đi ở. Năng phi trần sững sờ, cùng hai gã võ giả khác liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt cay đắng. Hắn thở dài nói. Được, ta đáp ứng. Rất tốt. Tuy rằng Lý Vân Tiêu đã sớm ngờ tới như vậy, nhưng sau khi chân chính đạt đến mục đích, vẫn là mừng rỡ không ngớt. Hắn mừng lớn nói, tuy rằng các ngươi bảo lưu tính độc lập của Không Thiền Tông, nhưng ở Viêm Vũ Thành nhất định phải có danh hiệu, liền gọi Thiên Tuyền. Năng phi trần, ngươi chính là tổ trưởng. Đột nhiên môi của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nhập mật đến trong tai Năng phi trần. Tông chủ ở Vũ Vương cảnh giới sợ là đã 50 năm trở lên a, tuy rằng hiện tại là cửu tinh Vũ Vương, nhưng tầng ngăn cách kia sợ là kiếp này vô vọng. Nếu không thể bước vào Vũ Tông, không biết tông chủ còn có bao nhiêu tuổi thọ. Nhưng chỉ cần ngươi chân tâm quy thuận, không ra một tháng ta liền để ngươi bước vào Vũ Tông cảnh giới, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Kiếp này còn có hy vọng lên tầng thứ cao hơn. Cái gì? Năng phi trần trực tiếp thất thanh kêu lên, toàn bộ thân thể kịch liệt xúc động, lúc này mới phát hiện mình thất thố, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu sự kích động kia, run rẩy nói thật, thật chứ? Tự nhiên là thật. Trong mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, để năng phi trần không tự chủ được liền tin tưởng. Nguyên bản nội tâm còn có một tia mâu thuẫn, lần này liền hoàn toàn để xuống, chân tâm quy phục. Chính như Lý Vân Tiêu nói, hắn ở Vũ Vương đã đợi hơn 70 năm, nguyên khí tích lũy đã sớm không cách nào tăng trưởng, kém chính là một cơ duyên. Cơ duyên đến, trong nháy mắt đột phá cũng không phải không thể. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đồng thời ở trên hơn 30 chiếc chiến xa đảo qua, lãnh đạm nói. Ba điểm này, đối với các ngươi cũng giống như vậy. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu của các ngươi là Thiên Quyền. Trừ Tiền Đa Đa ra. Tất cả mọi người đều là thành viên của Thiên Quyền tiểu tổ, Quy Hồng binh trưởng quản. Trong mắt Hồng binh hiện ra vẻ chấn động,
nội tâm dâng lên một loại cảm giác được tín nhiệm, âm thầm nặn nặn nắm đấm. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, có ba tổ nhân mã này làm cơ sở, căn cơ của Viêm Vũ Thành mới xem như chân chính đánh xuống. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là bồi dưỡng sức chiến đấu cao cấp. Hắn chắc chắn để Tiêu Khinh Vương, Tiền Đa Đa cùng Năng Phi Trần trong khoảng thời gian ngắn lên cấp Vũ Tông, đến thời điểm Viêm Vũ Thành mới chính thức xem như là đứng vững gót chân tại Hỏa Ô Đế Quốc. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức liền đại hỉ lên. Quy người phương nào quản lý đều không đáng kể, ngược lại cũng không tới phiên mình. Then chốt là ba điểm mà lúc trước Lý Vân Tiêu nói, dĩ nhiên đối với bọn họ cũng hữu hiệu. Này ý nghĩa linh khí nồng nặc, lượng lớn tài nguyên, nhất thời từng cái dị thường hưng phấn. Chỉ có bốn tên vũ quân cường giả kia là hơi nhướng mày, hơi có chút không phục nhìn Hồng Binh một chút, nhưng đều lặng lẽ không nói. Thực lực của Lý Vân Tiêu bọn họ cũng thấy, tiện tay liền đem Thanh Lang Chiến Xa đánh xuống, bọn họ sợ là một chiêu cũng không đón được, mặc dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Trần Đại Sinh nói. Trần Thế Thúc, Thiên Khu Tiểu Tổ liền làm phiền ngươi. Trần Đại Sinh gật đầu lia lịa, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới thực lực của Viêm Vũ Thành dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng cao đến trình độ như thế, ngay cả tông phái ẩn thế cũng thu phục, này hoàn toàn là tiết tấu muốn nghịch thiên A. Hắn nhất thời có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào, thật giống như trẻ mấy chục tuổi, đối với tương lai của Viêm Vũ Thành tràn ngập hy vọng. Nhưng tông chủ, nếu không Thiền Tông đã quy thuận, vậy đồ vật trọng yếu trong tông đều mang tới, theo ta cùng về Viêm Vũ Thành đi. Nơi đây chẳng mấy chốc linh khí sẽ mất sạch, trở thành núi lớn phổ thông. Lý Vân Tiêu cũng là tâm tình thật tốt, nhắc nhở. Năng Phi Trần cau mày nói. Việc này tuy rằng ba người chúng ta đã đồng ý, nhưng dù sao bên trong có hơn ngàn người hiện tại còn chưa biết, chờ ta trở lại mọi người nói việc này rõ ràng. Sau ba ngày, tất nhiên mang theo hết thảy môn nhân dựa vào. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy rất tốt, còn có một việc muốn phiền phức tông chủ. Đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm qua. Năng Phi Trần vừa nghe, hai hàng lông mày nhất thời cau lại, do dự một chút mới nói, thành chủ đại nhân xin mời đi theo ta. Lý Vân Tiêu nhảy đến trên chiến xa đối phương, hướng mọi người nói, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Trong mắt Năng Phi Trần lóe ra một tia kinh ngạc, người thành chủ này nhìn qua chỉ có 15 tuổi, không chỉ khí vũ phi phàm, khí chất tông sư khiến người ta khâm phục. Hơn nữa lá gan lớn như thế, lại không sợ mình bắt hắn làm con tin. Tiền Đa Đa cùng thành viên Thiên Quyền tiểu tổ cũng từng cái nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhận thức đối với Lý Vân Tiêu càng thêm thận trọng lên. Người như vậy không phải kích động ngốc nghếch, chính là đại trí đại dũng. Thiếu niên 15 tuổi này thấy thế nào cũng không giống như kẻ ngốc a. Mặc dù Trần Đại Sinh có chút lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện tuy rằng rất nhiều lúc Lý Vân Tiêu làm việc lớn mật mạo hiểm, nhưng không có một lần thất bại. Việc mà mọi người mơ hồ không rõ, hắn lại nắm chắc 10 phần. Hộ sơn đại trận của Không Thiền Tông bị nổ ra, nhất thời hiển lộ ra lượng lớn kiến trúc tô điểm ở trong dãy núi. Chiếm diện tích rất lớn, nhưng hình thức cổ điển, hiển nhiên là trải qua thời gian dài không có tu sửa. Ở trong dãy núi có không ít đệ tử đều đứng ở bên ngoài, dồn dập ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Nghị luận không ngớt. Năng Phi Trần mang theo Lý Vân Tiêu hạ xuống trên một bãi đất trống, hướng hai gã vũ vương cường giả khác nói. Các ngươi đi chuẩn bị các loại công việc một chút. Hai tên vũ vương kia cáo từ lui ra, bắt tay vào việc di chuyển. Nơi này cực kỳ cổ điển, xuyên qua mấy cái hành lang uốn khúc, Lý Vân Tiêu theo Năng Phi Trần đi tới trước một đống tiểu lâu tinh xảo cổ xưa, trong mắt Năng Phi Trần lướt qua một tia phức tạp, giới thiệu, nơi này chính là tàng vật các. Tuy rằng mấy ngàn năm qua Không Thiền Tông nhỏ yếu, nhưng mấy ngàn năm tích lũy cũng có một chút trữ hàng, cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của thành chủ đại nhân. Năng Phi Trần hết sức không muốn đánh ra vài đạo pháp quyết, đem cấm chỉ của tàng vật các mở ra, nhất thời dẫn Lý Vân Tiêu đi vào trong đó. Thần thức của Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt cấm chỉ phá tan liền nhìn quét tiểu lầu một lần, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tông chủ giúp ta đại ân rồi. Trong này hàng cao cấp không có mấy món. Nhưng đan dược cùng huyền khí cấp thấp là không thể đếm hết, vừa vặn dùng để vũ trang Thiên Xu tiểu đội. Năng Phi Trần cười khổ nói, thành chủ đại nhân nên lưu cho ta một chút, đệ tử của Không Thiền Tông cũng không có mấy thứ tốt. Yên tâm, ta lấy 2.000 kiện liền đủ. Lý Vân Tiêu một tay phất lên, nhất thời đồ vật dưới cấp 3 trong tiểu lâu dồn dập bay vào trong túi.
2000 kiện huyền khí cùng các loại đan dược biến mất, toàn bộ tiểu lâu nhất thời trở nên trống rỗng, xem mà Năng Phi Trần một trận đau lòng, nếu liệt tổ liệt tông biết, sợ là sẽ một trưởng trực tiếp đập chết mình. Thành chủ đại nhân, đừng quên lời hứa của ngươi với ta. Năng Phi Trần cẩn thận nhắc nhở, nếu không có hứa hẹn trợ giúp mình đột phá vũ tông kia, hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không lấy ra bảo vật cất chứa mấy ngàn năm trong tông. Tuy hắn là không thiền tông tông chủ, nhưng người dù sao cũng có tư tâm. Yên tâm, chờ tông chủ mang theo đệ tử tới, ta tiện tay vì ngươi chuẩn bị việc đột phá. Nhanh thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng, nhất định để ngươi đột phá đến vũ tông cảnh giới. Lý Vân Tiêu lời thề son sắt cam kết, tình trạng cơ thể của Năng Phi Trần hắn đã sớm nhìn thông suốt, chính là tuổi già sức yếu, sinh cơ yếu dần, lúc này mới trước sau không cách nào chạm tới tầng bình cảnh kia. Chỉ cần dùng vạn mộc hồi xuân sinh mệnh đại trận rót vào lượng lớn sinh cơ cho hắn, lại dùng đan dược phụ trợ, đột phá là xác suất rất lớn. Lúc này Năng Phi Trần mới yên tâm lại, đưa Lý Vân Tiêu ra sơn mạch, liền vội vàng bắt tay chuẩn bị di chuyển. Lý Vân Tiêu trở lại trên hổ vương chiến xa, đang định trở về thành. Đột nhiên phía trước lái tới một chiếc thanh lang huyền phù chiến xa, phía trên đứng một người thanh niên, tu vi chỉ có tam tinh đại vũ sư. Hắn nhìn chiến xa đầy trời, nhất thời cả kinh, khiếp đảm nhỏ giọng nói, chư vị là người của không thiền tông. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hắn từ trên người người trẻ tuổi này cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Phải, ngươi là người phương nào? Trên mặt người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, lúc này âm thanh mới lớn lên, cất cao giọng nói, tại hạ vô thượng cung phó Tuấn Tài, chuyên tới đưa thiệp mời cho Năng tông chủ. Vô thượng cung, quả nhiên. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được hàn khí cực âm như của Lý Dật. Loại hàn khí cực âm này là một mạch kế thừa, từ trên người Tề Chân Tử, Dịch Tiểu Sơn cùng Lý Dật đều giống như đúc, chỉ là mạnh yếu không giống mà thôi. Loại chân khí này kiếp trước kiếp này hắn đều không xa lạ gì, chính là công pháp gia truyền của đối thủ một mất một còn kiếp trước của hắn, Bắc Minh Thế Gia, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở trong một môn phái vô danh. Hắn thu lại tâm thần. Lộ ra vẻ hờ hững, híp mắt nói. Cái thiệp mời gì, cung chủ các ngươi kết hôn hay là sinh hài tử? À, chuyện này. Phó Tuấn Tài cười nói. Đại nhân nói đùa, là phó cung chủ lên cấp lục hợp cảnh vũ tông, đặc biệt mời bằng hữu phụ cận đến chúc mừng. Hắn nói đến đây, trên mặt hiện ra một tia tự hào, dưới cằm không khỏi nâng lên mấy phần. Dù sao không thiền tông hắn cũng hiểu rõ, là không có một vị vũ tông cường giả. Lên cấp cũng muốn mời khách, không thiền tông chúng ta với các ngươi rất quen sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ không rõ, lẽ nào hai phái quan hệ rất thân mật? Hắn nghi hoặc ở trong mắt Phó Tuấn Tài lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, này hoàn toàn là tiết tấu không đem mình để ở trong mắt a. Hắn đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt nhất thời kéo xuống, loại chuyện sau khi lên cấp mời tông phái phụ cận đến chúc mừng chính là quy tắc ngầm nhất quán. Mục đích đơn giản chính là khoe khoang cùng uy hiếp một phen, tiện thể thu chút lễ vật. Tông phái lớn nhỏ trong Hỏa Ô Đế Quốc từ Tụ Thiên Tông đi xuống, vẫn luôn là làm như vậy. Hơn nữa có được mời hay không, còn phải xem có tư cách hay không a. Không Thiền Tông chỉ là môn phái nhỏ như rùa rụt cổ, dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Nếu không phải bị trận thế kia của đối phương dọa sợ, sợ là đã sớm quát mắng. Hiện tại thần thức quét qua. Phát hiện ngoại trừ mấy cái mình nhìn không thấu ra, còn lại tuyệt đại đa số chỉ là tu vi phổ thông, ngẫm lại thân phận của mình, nhất thời dũng khí lớn lên quát ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vô thượng cung chúng ta còn không có tư cách mời các ngươi hay sao? Năng Phi Trần tông chủ ở đâu? Mời hắn ra nói chuyện. Hắn điểm danh Năng Phi Trần hét một tiếng, mấy trăm người đối phương không có người nào hé răng, nhất thời dũng khí càng lớn, nội tâm dương dương tự đắc. Xem ra vẫn là kinh sợ uy danh của vô thượng cung ta, lần này càng là ngẩng đầu lạnh lùng nói, thiệp mời này ta muốn đích thân giao cho Năng Phi Trần, nếu làm lỡ, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu cười nói. Không gánh nổi, không gánh nổi, thiệp mời này cho ta là được. Đúng rồi, bộ thanh lang chiến xa kia của ngươi không tệ, ta cũng muốn. Còn có một số việc của vô thượng cung ta còn không rõ ràng lắm, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi. Đến chỗ ta, vừa đi vừa nói a. Phó Tuấn Tài còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã cảm giác được một bóng người lấp lóe, trên bả vai bị hồng binh vỗ một cái, tiếp theo cả người bị nhấc tới trước mặt Lý Vân Tiêu.
Bộ thanh lang huyền phù chiến xa kia cũng ở dưới mấy cái pháp quyết của Lý Vân Tiêu bị tịch thu. Phó Tuấn Tài kinh hãi nói. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là người của Vô Thượng Cung hay không? Hắn căn bản không thể tin được, một Không Thiền Tông nho nhỏ lại dám động thủ với hắn. Lý Vân Tiêu không hề trả lời, chỉ là cười nói, đi thôi, về Viêm Vũ Thành đi. Viêm Vũ Thành. Phó Tuấn Tài sững sờ, lập tức kinh hãi nói, ngươi, các ngươi không phải người của Không Thiền Tông. Lý Vân Tiêu cười nói, chúng ta không phải người của Không Thiền Tông, nhưng Không Thiền Tông là người của chúng ta. Ta đối với Vô Thượng Cung của các ngươi là rất tò mò đây này, đến đến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Phó Tuấn Tài. Phó Tuấn Tài ở trên chiến xa không ngừng giãy giụa, đồng thời cực kỳ nghiêm túc tỏ rõ Vô Thượng Cung lợi hại, các ngươi không đắc tội được, kết quả là máu me khắp người, miệng đầy răng toàn bộ nuốt vào trong bụng, hai con mắt bầm tím, gương mặt biến hình đến ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra, cả người vô cùng chật vật quỳ gối ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không có ngạo khí. Ha ha, sớm như vậy liền tốt, nói đi, đem tin tức ta muốn biết nói hết ra. Lý Vân Tiêu một mặt người hiền lành, dáng dấp kia ai nhìn đều là thanh niên tiêu chuẩn A. Bốc Thiên Công ở một bên theo bản năng run cầm cập một hồi, cảnh tượng này cùng mình lúc đó quen thuộc biết bao A. Thần thức của Phó Tuấn Tài có chút không tỉnh táo, trong đôi mắt nhìn người trở nên hoảng hốt, theo bản năng nói, Vô Thượng Cung tọa lạc tại cảnh nội Hỏa Ô Đế Quốc, cung chủ Mã Thiên Hà là Tam Tinh Vũ Tông Cường Giả. Phó cung chủ Mã Phi Bạch là con trai của cung chủ, cũng ở trước đây không lâu đột phá đến Nhất Tinh Vũ Tông. Tam Tinh Vũ Tông cường giả. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, sắc mặt âm hàn lên. Ngay cả trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lướt qua một tia nghiêm nghị. Võ đạo một đường, càng về sau lên cấp càng khó, mà chênh lệch lại càng lớn. Nhất Tinh võ sĩ cùng Tam Tinh võ sĩ trong lúc đó phân biệt cũng không phải quá lớn, nhưng Nhất Tinh Vũ Tông cùng Tam Tinh Vũ Tông. Vậy tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Lý Vân Tiêu hỏi, trong cung các người có bao nhiêu Vũ Tông cùng Vũ Vương cường giả? Cái khác thực lực lại có bao nhiêu? Phó Tuấn Tài hầu như không lưỡng lự liền nói. Vũ Tông 4 người, phân biệt là cung chủ cùng phó cung chủ, còn có 2 vị trưởng lão. Vũ Vương cường giả có 6 người, được gọi là Vô Thượng Lục Tử. Dưới Vũ Vương có mấy ngàn người, Vũ Quân đại khái hơn 30 người, thực lực bất nhất. Tiền Đa Đa trầm giọng nói. Thành chủ đại nhân, Vô Thượng Cung này đã xem như là một tông phái lánh đời không kém, từ giới trần tục đến xem, toàn bộ thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc, có thể mạnh hơn bọn họ cũng không bao nhiêu. Hắn là trong bóng tối nhắc nhở Lý Vân Tiêu, lấy thực lực của Viêm Vũ Thành hiện nay, tuyệt đối đừng đi chọc Vô Thượng Cung, bằng không một tên Vũ Tông cường giả của đối phương liền muốn đem mình diệt sạch. Lý Vân Tiêu không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục hỏi. Hai vị trưởng lão có phải là có một người tên Tề Chân Tử? Một người khác tu vi là gì? Tình huống của Vô Thượng Lục Tử bây giờ làm sao? Phó Tuấn Tài sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói. Tề trưởng lão là Nhất Tinh Vũ Tông, còn có một vị là Y Bạc Tâm trưởng lão, chính là Nhị Tinh Vũ Tông. Vô Thượng Lục Tử có một quãng thời gian không nhìn thấy, thật giống như tất cả đều bế quan tu luyện. Hừ, bế quan tu luyện cái rắm. Không có một năm nửa năm là không khôi phục lại được. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười lạnh không ngớt, đột nhiên trong lòng hơi động hỏi, Vô Thượng Cung các ngươi có phải là có một người tên Lý Giật? Phó Tuấn Tài cảm thấy có chút giật mình, lòng tràn đầy hồ nghi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trước đây ta cũng không biết có một đệ tử như thế, thật giống như là Dịch Tiểu Sơn sư thúc ở Bách Chiến Quốc thu đệ tử, khoảng thời gian này bắt đầu, liền nhiều lần xuất hiện ở trong cung, rất được Phó Cung chủ tín nhiệm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Tiểu tử này quả nhiên không chết, xem ra lần này lại có thể nhìn thấy cố nhân. Trần Đại Sinh lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi, Vân Tiêu, ngươi sẽ không muốn đi tấn công Vô Thượng Cung chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên sẽ không, hiện tại đi đánh bọn họ không phải muốn chết sao? Lúc này Trần Đại Sinh mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn là sợ vị thành chủ không biết trời cao đất rộng này. Vũ Tông cường giả không phải là chơi vui. Này chính là đại biểu chúa tể một phương. Tại Hỏa Ô Đế Quốc, trong 6 đại vương quốc phụ thuộc, nếu có một tên Vũ Tông cường giả phụ tá, có thể trực tiếp lướt qua bài vị chiến, lên cấp đến thượng vị quốc, có thể tưởng tượng được, lực lượng của Vũ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Có điều 9527 là bạn cũ của chúng ta, vừa vặn có thể đi vấn an hắn. Câu nói này của Lý Vân Tiêu nhất thời để Trần Đại Sinh một trận mê muội,
hắn cả giận nói, không nên hồ đồ. Lần này cần đối mặt là Vũ Tông cường giả, hơn nữa không chỉ một vị. Chờ trở lại liền nói cho đại ca, để hắn bất luận làm sao cũng phải ngăn cản ngươi làm bừa. Ngăn cản ta, hiện tại hắn đang bế tử quan a. Lý Thuần Dương nhìn mọi người thăng cấp, cầm hai viên cửu khiếu phá ách đan, hiện tại không bế quan mới là lạ. Lý Vân Tiêu cười nói, Trần Thế Thúc ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Chỉ là đi chúc mừng mà thôi. Hắn giơ tay lên nhìn thiệp mời một lần, thời gian là 3 ngày sau. Bây giờ trở về thành. Lý Vân Tiêu đem thiệp mời thu cẩn thận, ánh mắt ngưng lại. Trực tiếp ngồi ở trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là không muốn nghe bất luận người nào khuyên. Trần Đại Sinh tức giận đến dậm chân, Tiền Đa Đa cũng hơi lắc đầu không ngớt, tuy rằng thành chủ này vô cùng thần bí, nhưng làm người không có tự mình biết mình, không biết trời cao đất rộng, cho dù thiên phú tốt cũng sớm muộn sẽ ngã xuống. Thời gian uống cạn chén trà sau, chiến xa liền tiếp cận bầu trời Viêm Vũ Thành. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy lên, một vệt tinh mang bắn mạnh mà ra, xuyên qua tầng mây nhìn về phía Viêm Vũ Thành, nhất thời cả kinh quát lên, không được, có người ở trong thành phát huy, lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Đại Sinh sững sờ, lập tức cả giận nói, là ai dám đến Viêm Vũ Thành ngang ngược. Ngông cuồng như thế. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm túc không nói, luồng khí thế kia dị thường mạnh mẽ, cường đại đến để hắn cũng có một tia kinh hãi. Đây tuyệt đối là một tên Vũ Tông cường giả đem toàn bộ khí thế của mình thả ra ngoài. Nhất định là Vũ Tông. Dĩ nhiên có Vũ Tông đến Viêm Vũ Thành, chẳng lẽ là người của Huỳnh Dương gia? Hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc lực. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối đừng rời chiến xa. Đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Khí thế trên người hắn không hề che giấu chút nào lan ra, phảng phất như một trận liệt phong tản ra, người bốn phía đều cả kinh, uy thế này cũng không cường đại, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ uy hiếp. Ngay cả võ giả trên mấy chiếc chiến xa phụ cận cũng cảm nhận được, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. May là bọn họ đều biết sức chiến đấu chân thực của Lý Vân Tiêu, lúc này mới hơi thoải mái lên, kia là tồn tại một chiêu có thể chém xuống chiến xa a. Hết thảy chiến xa lập tức khởi động đến tốc độ nhanh nhất, gấp như chớp giật ở trên trời cao chạy băng băng, rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người sừng sững cách đó không xa, loại khí thế bá đạo trên người kia xa xa chấn động ra, tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường một ngạt cùng nghẹt thở, từng cái ngơ ngác thất sắc. Đột nhiên người kia không có dấu hiệu nào nổ ra một đạo quyền ảnh, trên không trung ngưng tụ không tan, đột nhiên lớn lên, hướng về Viêm Vũ Thành hạ xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên ở trong thành, năng lượng khổng lồ khuếch tán ra, dường như thái dương bùng nổ ra cường quang chói mắt, hầu như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Sau đó chính là cương phong to lớn thổi ra, ngay cả hạm đội chiến xa còn ở cách mấy dặm cũng tựa hồ cảm nhận được dư âm thổi bay, cắt rời không khí. Chi! Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, loại kích thích trên thị giác này, thẳng vào lòng người, từng cái ngơ ngác không ngớt, đây là tu vi gì? Dĩ nhiên cường đại như thế, sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó xem, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hầu như tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều là thân nhân cùng bằng hữu của hắn, căn bản không thể chặn được một đòn của Vũ Tông. Mà đám người Tiêu Khinh Vương còn ở trong giới thần bi tu luyện, căn bản không biết tin tức ngoại giới. Coi như biết được, đi ra tử thương sẽ càng to lớn hơn. Từ trên người bóng người kia truyền đến một thanh âm lạnh như băng, truyền đạt vạn dặm. Tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều nghe được thanh thanh sở sở. Nếu thành chủ của các ngươi không ra, vậy đừng trách ta tàn sát Viêm Vũ Thành, đừng mơ có ai sống. Tên này dĩ nhiên muốn đổ thành. Ở trung tâm trong thành, một hố sâu to lớn không thấy đáy hiện ra. Nguyên bản chỗ mọi người đứng, đã sớm hoàn toàn biến mất. Trong thành tất cả mọi người đều sợ hãi ngửa đầu nhìn tới, cỗ tâm ý mạnh mẽ kia để đáy lòng bọn họ phát lạnh, cảm giác mát mẻ khắp cả người. Phảng phất chỉ cần một đầu ngón tay của người kia, toàn bộ Viêm Vũ Thành sẽ biến thành cho bụi. Cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, con người của Tiền Đa Đa đột nhiên áp xúc, thất thanh nói. Vũ Tông, bản thân hắn là cửu tinh Vũ Vương, loại vũ ý lục hợp cảnh giới của đối phương truyền ra kia, lập tức để trong lòng hắn sinh ra một tia chấn động. Cái gì, dĩ nhiên là Vũ Tông cường giả, chẳng trách có thể đứng lơ lửng trên không. Ta thao. Sẽ không để cho chúng ta cùng Vũ Tông đánh chứ. Điên rồi, Vạn Bảo Lâu không phải cũng có Vũ Tông sao?
Làm sao vào lúc này không xuất hiện? Ngoá, ta không muốn đi làm bia đỡ đạn, để ta xuống. Tiền Đa Đa nói nhất thời làm cho tất cả mọi người từ đầu lạnh lẽo đến chân, không có một tia nhiệt độ, từng cái sắc mặt tái nhợt muốn xuống xe. Trong ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra một tia tức giận ngập trời, mạnh mẽ chừng Tiền Đa Đa một chút, từng chữ lạnh lùng nói, người dao động quân tâm, giết. Có người dám lâm trận xuống xe, giết. Có người lâm trận không nghe chỉ huy, giết, 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 giết. Liên tiếp ba chữ giết từ trong miệng bắn ra, nhất thời phảng phất như ở trên không trung ngưng tụ thành một luồng sát ý vô tận, để mọi người nguyên bản cả người rét run càng như rơi vào hầm băng, lạnh triệt linh hồn. Tiền Đa Đa bị ánh mắt nổi giận của hắn chừng, nhất thời tâm thần chấn động, một luồng sợ hãi từ nơi sâu xa nhất trong tâm linh dâng lên. Đó là một loại sợ hãi bản năng, nội tâm của Tiền Đa Đa dâng lên cơn sóng thần, vạn phần không thể tin được cảm giác trong nội tâm mình. Nhưng loại bản năng võ giả này, đến trình độ như hắn đã không thể sai lầm. Tất cả mọi người bị Lý Vân Tiêu nói triệt để kinh sợ, một luồng ý lạnh thấu xương lan tràn trên hết thảy chiến xa, từng cái tất cả đều lặng lẽ câm miệng, xanh mặt, không người nào dám đàm luận một chữ chạy. Đột nhiên một nhân ảnh khác từ trong Viêm Vũ Thành chậm rãi bay lên, tốc độ thật chậm, từ dáng người xem ra, tựa hồ là nữ tử. Lại một tên Vũ Tông, ha ha, khẳng định là Vạn Bảo Lâu phái tới, chúng ta có cứu. Một tên võ giả trong mắt sáng ngời, vui mừng gọi lên. Oanh! Đột nhiên đầu của hắn bị vỡ ra, sợ đến người bốn phía dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm, trong mắt tràn ngập màu máu, dùng ngữ khí lạnh như băng gằn từng chữ nói, lại có người ăn nói linh tinh, giết. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, lúc này mới phát hiện cô gái xa xa kia dĩ nhiên là bị Vũ Tông dùng nguyên lực chảo tới, tựa hồ cái cổ bị ghìm gắt gao, thống khổ ở trên không trung giãy giụa. Hai mắt Lý Vân Tiêu đỏ chót, thần thức của hắn đã phát hiện cô gái kia dĩ nhiên là Mộng Vũ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Thiếu trở về sẽ giết ta. Vân Thiếu có phải là Viêm Vũ Thành thành chủ không? Tên Vũ Tông kia lăng không dùng nguyên lực nắm cổ Mộng Vũ, lạnh giọng nói. Thành chủ các ngươi giết thiếu gia Huỳnh Dương Kiệt, tội tru di cửu tộc. Xem ra ngươi với hắn quan hệ cũng không cạn, vậy ta trước từ ngươi giết lên. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Nguyên lực trong tay buông lỏng, Mộng Vũ nhất thời từ không trung rơi xuống. Trong mắt hắn lộ ra một loại biểu hiện coi thường, thật giống như nhìn một con giun dế, nhẹ nhàng giơ tay lên, trưởng phong hóa đao, một chém mà xuống. Không muốn a! Từ trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Mộng Bạch, xông thẳng lên trời. Thái hư thiên đô bảo trận, ngưng! Hổ vương chiến xa của Lý Vân Tiêu gào thét mà đến, hắn một tay bấm quyết. Mấy vệt sáng từ lòng bàn tay đánh ra, bay vào trên bầu trời, xúc động thái hư thiên đều trận. Mắt thấy đao khí kia sắp chém vào trên người Mộng Vũ, đột nhiên lăng không hiện ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một chiếc lá sen, hội tụ ở trước người Mộng Vũ, cản lại thanh đao khí kia. Oanh! Trước người Mộng Vũ tuôn ra một chùm ánh sáng, đao khí xuyên thấu lực lượng trận pháp phòng hộ, thế đi không giảm, vẫn như cũ đánh vào trên người Mộng Vũ, ở trên không trung tuôn ra một đoàn máu. Thân thể của nàng giống như diều đứt dây rơi xuống, một huyết tuyến thật dài ở trên không trung bay lả tả ra. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, con người đột nhiên áp xúc, giận dữ hét. Xúc sinh, chết đi cho ta. Hắn trực tiếp lái hổ vương chiến xa đâm đến, ầm ầm ầm. Hơn 30 chiếc huyền phù chiến xa cuồn cuộn mà đến, rất mau đem Vũ Tông này vây lại, từng đạo quang mang công kích từ trên chiến xa bắn ra, phô thiên cái địa đánh về Vũ Tông này. Vũ Tông kia biến sắc, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Ta chính là Huỳnh Dương gia trưởng lão Huỳnh Dương Côn, các ngươi ai là Viêm Vũ Thành thành chủ, đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Hắn lần này đến, nhiệm vụ là bắt sống Lý Vân Tiêu, mang về gia tộc chịu nỗi khổ vạn đao xuyên tim, bằng không cũng sẽ không phí lời như vậy. Đối với công kích đầy trời, Huỳnh Dương Côn tựa hồ không quan tâm chút nào, quanh thân đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, đem thân thể bao phủ trong đó. Tùy ý ánh sáng màu xanh kiêu anh đến. Những huyền phù chiến xa này công kích, dưới cái nhìn của hắn chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, chỉ có hổ vương chiến xa kia công kích mới làm hắn có mấy phần lưu ý. Oanh! Lý Vân Tiêu lái hổ vương chiến xa toàn lực xông lên, mạnh mẽ va chạm. Huỳnh Dương Côn không tránh không lùi chút nào, hai tay đẩy ngang ra, trực tiếp vỗ vào phía trước chiến xa, thân thể ở trên không trung trượt mấy chục mét, dĩ nhiên cản lại lực lượng xung kích của chiến xa. Các ngươi đến cùng ai là thành chủ?
Trên mặt Huỳnh Dương Côn hiện ra một tia giận dữ, quát lên, nếu không nói, ta giết toàn bộ. Kỳ thực nội tâm hắn đã đánh chú ý giết toàn bộ, hơn 30 chiếc chiến xa thực sự là quá kinh người. Lại không nói Viêm Vũ Thành làm sao có nhiều chiến khí như thế, nếu mình kiếm về toàn bộ, tuyệt đối là một công lớn. Ta giết con mẹ ngươi a, tử khí đông lai, đỉnh trấn càn khôn. Lý Vân Tiêu từ trên chiến xa vọt ra, ngũ hành đại đỉnh trong nháy mắt hóa thành núi lớn, một mảnh màu tím phô thiên cái địa, như thiên thạch rơi xuống. Đây là... Huỳnh Dương Côn sửng sốt một chút, lập tức kinh hãi nói, ngũ hành đỉnh. Dĩ nhiên là Chu gia thất lạc ngũ hành đỉnh, các ngươi thậm chí ngay cả người Chu gia cũng giết. Hắn không thể tin tưởng, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, sát ý bạo phát. Giết người Huỳnh Dương gia ta, giết người Trình gia, lại giết người Chu gia. Trên đời này không còn người cứu được các ngươi. Hôm nay ta liền bắt các ngươi, lại tàn sát hết thành. Đột nhiên năm ngón tay của Huỳnh Dương Côn hóa thành chảo, hướng ngũ hành đỉnh chộp tới. Đây chính là một bảo bối tốt, chỉ cần giết sạch những người này, liền không ai biết là mình cầm. Mà tử đỉnh của Lý Vân Tiêu công kích, ở trước mắt hắn chỉ là đứa nhỏ vui đùa mà thôi. Bắt con mẹ ngươi, đồ muội muội ngươi, dám giết người Viêm Vũ Thành ta, ngày hôm nay không chỉ có ngươi, ta muốn đem toàn bộ Huỳnh Dương ra xóa tên khỏi đại lục. Đồng thuật, nhiếp hồn. Lý Vân Tiêu triệt để điên cuồng, từ phía dưới đã không cảm giác được khí tức sinh mệnh của Mộng Vũ, hai con mắt của hắn biến thành màu máu, từng đạo tinh thần công kích điên cuồng từ trong đôi mắt bắn mạnh ra, ở trên không trung như là sóng nước truyền vang. Đột nhiên trong đầu Huỳnh Dương Côn chấn động, giống như vạn mũi tên đâm vào ý thức hải, thẳng vào linh hồn. Hắn hoảng hốt thất thanh nói, công kích linh hồn. Người dĩ nhiên biết linh hồn thuật công kích, người rốt cuộc là ai? Ta là tổ tông của ngươi. Đại Nhật Kim Quang kiếm, ngưng. Vạn ánh kim quang ở trên không trung ngưng tụ thành hình, hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng, mang theo khí thế vô biên, từ giữa bầu trời chém xuống. Huỳnh Dương Côn chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần ở trong đầu trắng trợn không kiêng dè gì trùng kích, đột nhiên hai tay ôm đầu, ở trên không trung lớn tiếng gào thét. Nhất thời phòng ngự quanh thân mở ra toàn bộ, công kích của những chiến xa kia oanh lên, thêm vào đại nhật kim quang kiếm trận ngưng tụ đại kiếm từ thiên không chém xuống, nhất thời một đạo kim quang mạnh mẽ chói mắt, giống như đóa hoa ở trên không trung phóng ra. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, công kích mạnh mẽ như vậy, coi như là Vũ Tông cũng không chịu nổi. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu lại không có một chút thả lỏng nào, khuôn mặt trắng xám, nhưng công kích trong hai con ngươi lại không giảm chút nào, điên cuồng tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu có giới thần bi ở đây, hắn còn có thể chống đỡ nhiều chốc lát, nhưng hiện tại hoàn toàn là hao tổn nội tình. Thời điểm hào quang màu vàng tẩu tán, chỉ thấy thân hình Huỳnh Dương Côn dần dần hiện ra, tuy rằng xiêm y phá nát, có vẻ vô cùng chật vật, thế nhưng mọi người nhìn ra được cũng không có bị thương tổn bao lớn. Tiền đa đa, còn không ra tay. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, một đạo lực lượng tinh thần không hề bảo lưu đánh ra ngoài. Huỳnh Dương Côn bị hơn 30 chiếc chiến xa luân phiên oanh kích, lại bị đại nhật kim quang kiếm trận chém một phát, giờ khắc này hồn lực của Lý Vân Tiêu mãnh liệt tấn công, rốt cục để tâm thần hắn chấn động, không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Lúc này đột nhiên nghe thấy Tiền Đa Đa thở dài một tiếng, tựa hồ cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng người vẫn động. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, đột nhiên một đồng tiền to lớn dựng đứng trên không trung, mấy cái lấp lóe dĩ nhiên cùng vị trí của Huỳnh Dương Côn trùng hợp. Sau một khắc liền phát hiện Huỳnh Dương Côn bị vây ở trong mắt tiền. Đây là, ngươi là. Huỳnh Dương Côn cả kinh, cảm giác được sức mạnh khổng lồ của đồng tiền kia, không chỉ đem thân thể của mình ràng buộc, hơn nữa đối với sức mạnh cũng có tác dụng phong tỏa nhất định, tuyệt không phải là một huyền khí đơn giản. Hắn chỉ cảm thấy đồng tiền này vô cùng quen mắt, thật giống như ở nơi nào đó nghe qua loại huyền khí này, lại nhất thời không nhớ ra được. Kim tiễn lạc địa, phong nguyệt vô song. Tiền Đa Đa ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên một đạo huyền khí hiện lên ở quanh người hắn, cả người thật giống như ở trên mặt trăng cất bước. Đột nhiên hắn điểm tay, huyền khí hình trăng kia ở quanh người hắn xẹt qua mấy cái quỹ tích, trực tiếp cắt phá trời cao chém tới. Một bầy kiến hôi cũng muốn giết ta, quả thực chính là chuyện cười. Huỳnh Dương Côn triệt để tức giận, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn cũng chưa ra tay, một lần liền trực tiếp rơi vào bị động. Mặc dù là hơn 30 chiếc chiến xa oanh kích cũng không để vào trong mắt, nhưng mới vừa rồi bị tinh thần lực khủng bố tấn công, tâm thần bị hao tổn, hiện tại lại là một luồng công kích để hắn cảm thấy khủng bố chém đến,
lúc này mới làm hắn triệt để thu hồi coi thường, nổi giận lên. Một bầy kiến hôi, để cho các ngươi biết uy nghiêm của Vũ Tông, là không thể mạo phạm. Tuy hắn bị đồng tiền ràng buộc khó có thể nhúc nhích, nhưng trên người vẫn như cũ bốc lên từng trận nguyên khí màu đen, gằn giọng nói, vũ ý hóa hình, quỷ sát. Những khí thể màu đen kia đột nhiên ngưng tụ lại, đen kịt như mực, ở trên không trung hóa thành từng cái đầu quỷ, đột nhiên hướng huyền binh hình nguyệt kia cắn xé đi. Ở bốn phía huỳnh dương côn phảng phất thành u minh quỷ giới, không ngừng tuôn ra khí thức màu đen. Huyền binh nguyệt hình bị đầu quỷ cắn trúng, nhất thời phóng ra ánh sáng to lớn, như ánh trăng tung xuống, toàn bộ bầu trời một mảnh quang minh, hết thảy đầu quỷ đụng vào lập tức hóa thành khí thể tiêu tán. Ở trong ánh trăng, mơ hồ lộ ra một mảnh thánh khiết quang minh. Cái gì, đây là võ kỹ gì? Huỳnh Dương Côn kinh hãi đến biến sắc, trong nguyệt trảm kia ẩn chứa khí thức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy hết sức nguy hiểm, nếu bị vây làm bia ngắm chém một hồi, mặc dù bất tử cũng tàn phế a. Đột nhiên hắn hấp một hơi, há mồm phun ra một đạo thanh quang, giận dữ hét Nguyên Tấn Châu. Một hạt châu nhỏ màu xanh bị hắn phun ra ngoài, trực tiếp đánh văng không khí chung quanh, đánh ra một đường nối chân không, mạnh mẽ chém về nguyệt trảm. Nguyên Tấn Châu kia chính là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, luyện hóa huyền khí cấp năm thứ hai, chỉ cần chân khí cùng ý thức vẫn còn, liền có thể triển khai ra. Nếu không phải tay chân bị ràng buộc, hắn cũng không cần vận dụng hạt châu này. Oanh! Nguyên Tấn Châu đánh vào trên nguyệt trảm, hai huyền binh va chạm, dường như không gian cũng ngưng lại, hai màu hào quang một xanh một vàng chói lọi, thôn phệ lẫn nhau. Rất nhanh Nguyên Tấn Châu phát sinh một tiếng, răng rắc, một điểm khí tiết sao lỗ khí từ trên hạt châu bồng bềnh ra. Trong nháy mắt toàn bộ Nguyên Tấn Châu che kín quân văn, ầm ầm hóa thành vô số khí thể, ánh huỳnh quang điểm điểm tiêu tan trên không trung. Uy lực nguyệt trảm cũng bị áp chế, chiến khí hình nguyệt của Tiền Đa Đa tựa hồ cũng linh tính giảm nhiều, ở trên không trung biến ảo bay trở lại. Huỳnh Dương Côn vừa giận vừa sợ, kia là một viên huyền khí lúc hắn mới vừa trở thành vũ vương liền luyện hóa, người biết chỉ sợ không quá một tay. Bình thường hầu như là chưa từng sử dụng, không nghĩ tới vừa ra tay liền trực tiếp vỡ nát. Hắn điên cuồng đem chân khí rót vào toàn thân, đột nhiên đem đồng tiền ràng buộc mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng mờ to lớn hiện lên ở quanh thân hắn. Huỳnh Dương Côn cả kinh, chỉ thấy phía trên, tử đỉnh đã khôi phục lại to nhỏ bình thường, đang điên cuồng vận chuyển, từng đạo khí tức màu tím tản mát ra, đám mây trên bầu trời bị nhuộm thành màu tím. Càng thêm khuếch đại chính là ở dưới tử đỉnh, một bóng mờ đại đỉnh đem mình bao phủ ở trong đó, dường như nhốt lại. Hừ, người có thể khởi động chiến khí cấp 5 thì lại làm sao? Chỉ có võ sư đỉnh cao, coi như cho người chiến khí cấp 9 cũng phí công. Huỳnh Dương Côn nhìn thấy Lý Vân Tiêu khởi động tử đỉnh, nhất thời trái tim nới lỏng, liều mạng tụ tập sức mạnh, đồng tiền kia bị lực lượng của hắn xung kích bắt đầu phát sinh tiếng rung rẩy kịch liệt. Phí con mẹ ngươi! Ngày hôm nay lão tử muốn đem ngươi luyện thành nhân đan. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, giữa chân mày hiện ra một đạo hỏa vân, tươi đẹp ướt át. Hai tay hắn bấm quyết, phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn, ở trên hổ vương chiến xa dường như điên cuồng, từng cái pháp ấn to lớn từ trong tay đánh ra, theo mỗi một động tác, hư đỉnh nhốt lại Huỳnh Dương Côn liền trở nên ngưng thực mấy phần, mà hỏa vân trên trán hắn cũng dần dần thực hóa lên. Hai mắt của Huỳnh Dương Côn đột nhiên trừng lớn, thất sắc nhìn chằm chằm đóa hỏa vân trên trán Lý Vân Tiêu, dường như lực lượng ngủ say ngàn tỷ năm đang dần dần thức tỉnh, một loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn dâng lên. Hắn kinh hãi không thôi, kinh nộ quát, ngươi muốn làm gì? Đóa hỏa diễm này là cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt như vô thần, chỉ có thân thể giống như cơ khí, như phát điên đánh ra thủ ấn, phượng hoàng chân hỏa phảng phất bị từng đạo âm thanh triệu hoán. Bắt đầu từ trong giấc ngủ say dần dần tỉnh lại. Ngay cả Tiền Đa Đa ở một bên, giờ khắc này trong lòng cũng chấn động mạnh, sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác hoảng sợ kịch liệt, thật giống như có một con thượng cổ yêu thú, muốn từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu phá thể mà ra, hắn theo bản năng lui về phía sau, lúc này mới phát hiện không chỉ có hắn, ngay cả mấy chiếc huyền phù chiến xa ở phụ cận, cũng chẳng biết lúc nào rời đi xa xa. Trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng đạo lưu quang, tựa hồ hơi trong suốt lên. Chính là lưu ly thân của bá thiên luyện thể quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, cảm giác lưu động trên thân thể hắn càng ngày càng rõ ràng, thật giống như cả người muốn biến thành bạch ngọc thông suốt, mà một điểm hỏa diễm khủng bố bắt đầu từ mi tâm dần dần nổi lên, mặc dù là lưu ly thể thuần túy, cũng bắt đầu có chút không chịu nổi,
không ngừng tỏa ra khí thể mịt mờ, thật giống như trực tiếp bốc hơi lên. Dừng tay, tiểu tử ngươi mau dừng tay. Huỳnh Dương Côn sợ hãi kêu to, loại hoảng sợ cùng uy thế kia càng lúc càng lớn, để hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đến gần, đây là cảm giác từ khi hắn lên cấp phủ tông, hơn 30 năm chưa bao giờ có. Oanh! Đồng tiền ràng buộc hắn rốt cục bị hắn chấn nát tan, khí thế hướng bốn phương tám hướng phi bắn ra. Dám triển khai yêu thuật, chết đi cho ta. Huỳnh Dương Côn thở phào một hơi, nhất thời loại tự tin cùng thực lực của Vũ Tông lại trở về, hai mắt bắn mạnh ra sát ý lăng liệt, dưới chân liền hướng Lý Vân Tiêu vào tới. Thân thể va chạm trên bóng mờ chiếc đỉnh lớn kia, bắn ra lượng lớn hào quang màu vàng, cuối cùng nhảy ra. Chết chính là ngươi, phần thiên diễm quyết. Hai tay Lý Vân Tiêu ngắt cái chỉ quyết, đột nhiên một thanh âm phảng phất như từ ngoài cửu thiên truyền đến, ở trong đáy lòng của mỗi người vang lên, như thật như ảo, hư hư thật thật. Tiếp theo, một bóng mờ đỏ rực từ hỏa vân trên trán hắn trực tiếp bay ra, mở ra hai cánh, hướng về Huỳnh Dương Côn bay đi. Chi? Không chỉ là Huỳnh Dương Côn, tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Cảm nhận được trên người hư ảnh hỏa điều kia tản mát ra khí thế, mọi người đều kinh sợ tại chỗ. Dưới chân khó có thể nhúc nhích, hầu như là sinh không nổi bất kỳ ý nghĩ chống cự gì. Huỳnh Dương Côn càng là giật nảy cả mình, tại chỗ bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, hai tay vội vàng hóa thành trường, đem hết thảy sức mạnh hội tụ ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Thu! Hư ảnh Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to, đánh vào trên trường phong của Huỳnh Dương Côn, không ngừng hướng về trước ép tiến, bức Huỳnh Dương Côn nguyên bản đã nhảy ra ngũ hành đỉnh, lần thứ hai tiến vào. Huỳnh Dương Côn tâm thần hoảng hốt, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, uy hiếp mạnh mẽ như vậy, chí ít là chặn được rồi. Chỉ là chân khí trên song trưởng của mình thật giống như bị thiêu đốt, điên cuồng hóa thành khói xanh tiêu tan, nếu không có chân khí chống đối, sợ là thân thể của mình ở dưới hư ảnh hỏa điều kia, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Hỏa điều này vẻn vẹn là một hư ảnh biến ảo, liền có uy thế chấn động hồn phách như thế, nếu hóa thành thực chất hiện ra. Mình nào có nửa phần lực lượng chống đối. Hắn kiềm chế lại nội tâm hoảng sợ, liều mạng đem toàn bộ chân khí rót vào lòng bàn tay, chống đối hư ảnh hỏa điều thiêu đốt. Lý Vân Tiêu thì lại điên cuồng triển khai quyết ấn khống chế hư ảnh Phượng Hoàng không ngừng ép tiến, vốn định trực tiếp triệu ra Phượng Hoàng chân hỏa thực thể, nhưng vừa nãy lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, dùng hết toàn lực cũng chỉ làm tỉnh lại một đạo hư thể, nhưng dù vậy, cũng đã để hắn tiến vào trình độ đèn cạn dầu. Khắp toàn thân đã biến thành màu xanh nhạt, như mỹ ngọc màu xanh thông suốt, ngay cả kinh mạch xương cốt, huyết dịch lưu động trong thân thể cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Này chính là trình độ cực hạn của lưu ly thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính là trực tiếp tan rã, cả người hỏng mất. Ngày hôm nay dù chết, cũng phải luyện ngươi thành nhân đan. Mở đỉnh. Hắn vừa nghĩ tới hình ảnh Mộng Vũ ở trên không trung đẫm máu, trong đầu nhất thời đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Tử đỉnh trôi nổi ở trên không ầm ầm vang lên, hư ảnh phía dưới bắt đầu dần dần thực hóa, từng đạo ánh sáng ngũ hành từ trên thân đỉnh bay ra, ở quanh thân Huỳnh Dương Côn không ngừng xoay tròn, dị thường rực rỡ. Huỳnh Dương Côn kinh hãi, nguyên bản chống lại hư ảnh hỏa điều đã dị thường vất vả, giờ khắc này lại có từng đạo hào quang năm màu đang không ngừng tiêu hao chân khí của hắn, phảng phất như muốn luyện hóa hắn. Hắn giận dữ sợ hãi giống, ngũ hành đạo quả, ngũ hành lực lượng. Lão tử là lục hợp cảnh vũ tông, ý cảnh ngũ hành này có thể làm khó dễ được ta sao? Đánh tan ngũ hành ý cảnh này cho ta, đi ra cho ta, quỷ sát. Nhất thời từ trên người hắn bay ra một trận khí thức màu đen, hóa thành vô số đầu quỷ hướng về hào quang năm màu kia điên cuồng thôn phệ. Nhất thời trong toàn bộ hư đỉnh đều là đầu quỷ khuôn mặt dữ tợn, gào thét liên tục. Vẻ mặt Tiền Đa Đa trở nên nghiêm túc, lần thứ hai nắm lấy chiến khí hình nguyệt, ở quanh người hắn vận chuyển lên. Bấm quyết quát khẽ, phong nguyệt vô song, đi. Chiến khí hình nguyệt kia nhanh chóng chém ra ngoài, một mảnh ánh trăng từ trên trời rơi xuống, bay vào trong hư đỉnh, điên cuồng chém giết. Súc sinh, một đám súc sinh. Huỳnh Dương Côn nhìn nguyệt chạm chém hết quỷ vật của hắn, còn mạnh mẽ chém tới mình, trong mắt tuôn ra tức giận trùng thiên, mình đường đường là vũ tông, mặc dù gặp hoàng đế hỏa ô đế quốc cũng có thể không cần quỳ lạy. Hôm nay lại bị một đám kiến hôi làm cho chật vật như vậy. Hiện tại còn rơi vào hoàn cảnh sinh tử, một loại ý niệm điên cuồng dâng trào lên, gào thét nói, cho dù lão tử chết, cũng phải kéo toàn bộ các ngươi chết cùng. Đột nhiên hắn thu về song trường, trong nháy mắt ở trong tay hiện ra một thanh huyền khí,
đem chân khí toàn thân rót vào trong đó, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Từng đạo ánh sáng từ trên huyền khí bay ra, toàn bộ không gian phụ cận đều ở dưới sức mạnh khổng lồ này run rẩy lên. Hắn muốn tự bạo bản mệnh huyền khí. Tiền Đa Đa cả kinh, vội vàng phất tay, cấp tốc gọi chiến khí của mình trở về. Bản mệnh huyền khí là dùng hồn lực bản thân luyện hóa thành, cùng mình tâm ý tương thông, nếu tự bạo, ngay cả linh hồn của mình cũng sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Này đã là bị ép đến cùng đường mạt lộ, thủ đoạn duy nhất liều mạng với đối thủ. Chi? Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên, để thành viên Thiên Tuyền trên những huyền phủ chiến xa kia từng cái sợ hãi không ngớt, chiến đấu lúc sau bọn họ đã sớm chen vào không lọt, tất cả đều lui ra rất xa quan sát. Nhìn Lý Vân Tiêu không ngừng trấn áp Huỳnh Dương Côn, tất cả đều có cảm giác giống như mộng ảo, hết sức không chân thực. Này vẫn là võ sư cùng Vũ Tông trong lúc đó quyết đấu sao? Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Hẳn là Vũ Tông cường giả nhẹ nhàng phất tay, sau đó võ sư trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành cho bụi, hài cốt không còn mới đúng chứ? Cuộc chiến đấu trước mắt này, cũng quá trái ngược đi. Cho tới giờ khắc này nghe được Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên. Lúc này từng cái mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng điều khiển chiến xa thối lui. Một tên Vũ Tông cường giả tự bạo bản mệnh huyền khí, mặc dù là dư âm cũng không phải bọn họ có thể chống đối. Tất cả mọi người đều chết đi cho ta. Huỳnh Dương Côn triệt để phát điên, ngay ở thời điểm hư ảnh Phượng Hoàng đốt tới trước mắt, chuôi bản mệnh huyền khí kia rốt cục đạt tới cực điểm, một vệt kim quang đột nhiên tỏa ra. Lý Vân Tiêu đứng trên hổ vương chiến xa, trong mắt một mảnh vô thần. Không có bất luận sắc thái cảm tình gì, vẫn còn đang thao túng hư hỏa cùng tử đỉnh, hắn chính là ôm ý nghĩ hẳn phải chết, coi như ngươi tự bạo huyền khí, cũng phải đem ngươi luyện thành nhân đan. Đột nhiên con ngươi của hắn hơi ngạc nhiên, chỉ thấy trên cánh tay của mình, răng rắc, một tiếng, nứt ra một vết thương, tiếp theo một khối da rẻ tung bay đi ra, chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Đây là, lưu ly thân của ta muốn tan vỡ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.